Nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả ở đây và bạn gái bên kia. Chưa có bạn gái bên kia. Có rồi anh. Có rồi hả? Có rồi. Dạ, em xin giới thiệu em là Hoàng Quốc Danh. Em năm nay 31 tuổi. À, Danh làm nghề gì? Dạ, em làm bên kinh doanh đàn, đàn guitar, đàn cổ. Đàn bà. Ừ. À. Có đàn bà. Dạ không. Thôi, Danh là quê ở đâu em? Dạ, quê Đồng Nam, gốc ở Huế chị ơi. À, hiện tại bây giờ sinh sống ở Đồng Nai luôn hả? À, ở quận 8 chị. Mời bạn gái giới thiệu. À, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Chào bạn anh bên kia rèm. À, em xin tự giới thiệu. Em cùng tên với cụ Phan Chu Trinh, chữ lót của chủ Phan Bội Châu và họ của cụ Lương Văn Cang. Dạ, em chính là Lương Bội Trinh. Dở dở. Dạ, em chào cụ. Dạ, cụ là tên gì ạ? À? Dạ, em tên Trinh ạ. À. Em 36 tuổi cộng 2. Đó là chuyện của cách đây có lẽ là 10 năm về sau ạ. À. Quê em ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn ạ. À, chị. Ở chỗ nào em? Dạ, nói địa chỉ đúng không chị? À, không, nói chỗ rồi gọi địa chỉ, ta tới kiếm em. Dạ, em ở quận 10. Quận 10, quận 8 là cách nhau xa không em? À, hai cái cầu hả chị? À, hai cái cầu, em tính luôn hả? Hai cầu hả? Đúng ra là em phải giới thiệu là quê em ở Cần Thơ, cách thành phố Hồ Chí Minh 180 cây. Dạ, đó là nhà em ở Sài Gòn. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh em thì em không có. Nhưng mà điểm yếu thì hơi bị nhiều á chị. Rồi, điểm yếu gì đâu? Thì tính thì em tương đối vui vẻ, cởi mở. Nên nhiều khi bạn bè nói là hơi bị khùng đó. Nó dễ thương vậy mà nói kỳ. Rồi gì nữa? Ngoài ra thì tính của em á là thuộc dạng rất là nóng tính và cũng rất là khó tính. Vì vậy mới ế tới vợ đó chị. Anh bên kia có sợ gì chưa? Dạ không. Hả? Không sợ hả? Dạ không sợ chứ. Không sợ hả? Không sợ, mình tiến lên luôn đi em. Với lại tật xấu của em á là ham ăn ham ngủ. Bình thường á nếu mà không có đi làm á, ở nhà ngày chủ nhật á em rất thích ngủ nướng. Ngủ tới mấy giờ? À, ngủ nhiều nhất là khoảng 8 giờ. 8 giờ nướng gì? Vậy là nướng rồi, bình thường đi làm á là 5 giờ rưỡi là em phải dậy rồi đó. À, vậy hả? Thì thường như ngủ tới 11 giờ mà hỏi nói chi nướng là đó. Đây, bạn trai bên đây. Dạ. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn bên kia nghe luôn. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn. Biết nấu ăn. Dạ. Gì nữa? Không hút thuốc. À, rồi gì nữa? Dạ, hơi bị rụt rè trước đám đông. Đúng rồi, hơi rụt rè. Nãy giờ ngồi bên đây rung lắm á nha. Rung không? Rung. Giống đầy ghê. Bạn em hả? Mặt đỏ hồng lắm. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, yêu nhất thức có một mối tình. Lý do sao chia tay? Dạ, lý do bạn ấy qua bị định cư. Qua định cư? Dạ. Ở bển luôn? Dạ đúng rồi. Bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Chính thức thì chỉ có một mối tình thôi ạ. Em quen được 2 năm. Thì em về dưới quê á, thì kiểu như là nói là dân thành phố không có biết bếp núc nội trợ. Nhưng thật sự thì cũng không phải không biết. Em á, thì nấu á, thì biết nấu mà quan trọng là có ăn được hay không thôi. Rồi cuối cùng là vậy thôi, cái là chia tay đó hả? Ờ, sau đó thì anh đó xuất khẩu lao động rồi thì tụi em cũng chia tay. Đi luôn? Ồ, dạ. Hai người này giống nhau, đối phương đi đi luôn, không bao giờ trở lại. Được, hai người ở lại mình gặp nhau. Yên tâm, anh đi nấu ăn được mà đúng không? Dạ. Mấy bạn nấu ăn tốt đúng không? Dạ tốt. Vậy là khỏe rồi. Rồi. Thôi giờ mình nói điều gì sẽ giúp cho em tìm được tình yêu? Dạ, mẫu người em thì cũng đơn giản lắm. Dễ thương chút xíu, không cần đẹp lắm đâu. Đẹp ở đầu ra. Mà anh ơi em xấu lắm anh ơi. Không sao đó. Anh đây dễ thương lắm em. Hỏi đưa hình cho em coi à, biết liền à. Cho em coi liền đi anh. Được, hỏi đưa hình cho. Nói chuyện thì giọng nói, em thích giọng nói. Thích giọng nói rồi đúng không? Dạ. Giọng nói nghe. Nghe giọng nói thích rồi đó. Dạ. Có mẫu người lý tưởng không? Mẫu người lý tưởng thì không có nữa. Vậy bây giờ tôi làm mai ai cũng được phải không? Dạ. Dạ luôn hả? Dạ. Trời đâu cần thiết mà ế mình xuống giá dữ vậy đâu trời. Da trắng đen gì không? Trắng trắng cũng được. Đừng đen quá rồi. Trời, vậy mình nói sao cũng được. Không cần căng lắm đâu. Hôm nay đen thù lùi à? Thôi cũng được. Cũng được luôn. Thôi cái này dễ thiệt. Thôi vậy bạn gái đi. Mẫu người bạn trai cần tìm của em là như thế nào? À, tại vì á, thì em thì quá thấp. Nên em muốn mẫu bạn trai của em á, cao từ 1m7 trở lên. Em cao nhiêu? Em cao có 1m5 rồi chị. Có 1m5 làm gì kiếm người 1m7 dữ vậy?
Thì hồi đó em mơ ước được làm tiếp viên hàng không, nhưng mà lụng quá, đi đăng ký dù ta đuổi ra. Nên sau này nếu như mà con cái em ra đời, em mong muốn thì chiều cao của ba với mẹ cộng lại con gái cũng được 1m6, đủ tiêu chuẩn. 1m5 cộng 1m7 là 1m6. Mét mấy rồi? 1m5. 1m5 đây, 1m1 là 2m6 đúng rồi. Còn gì nữa không em? Không mập, không ốm, không hói, đầu chọc được, đầu chọc dễ thương. Không hói mà đầu chọc thì được. Dạ. Nếu như mà hói thì cạo luôn đi, chứ đừng có để như vậy nhìn kỳ cục không. Cô này dễ. Tức quá trời chào em. Cô này cũng dễ mà. Ta hói gì ta mới cạo cọc. Đúng. Có nhiều người không cạo, nó nhìn vô duyên lắm, mẹ không thích. Sao vô duyên? Trời đất ơi, mấy người hói thật thông minh lắm nha em. Thì chịu hói mà. Hả? Nếu hói thì cạo trọc luôn đi, đừng có để mà chỗ có chỗ không nữa nặng nữa mở người ta khó chịu. À. Đúng không? À vậy hả? Dạ. Tưởng đâu là chịu cọc không chịu hói chứ. Trời ơi, anh này dễ thương lắm, anh không có hói. Vậy được, em thích rồi đó. Bệnh trọc lóc đâu lại thấy gì hói. Đầu chọc dễ thương anh, nhìn ngầu lắm, có gì bảo vệ em được. Chứ em nhỏ con. Con này ngộ hay gu lạ. Gu lạ đó. Yêu cầu em còn gì nữa không? Không có tính gia trưởng, không có hút thuốc. Bao luôn, không có nhậu nhẹt, không hút thuốc luôn. Không gia trưởng luôn. Anh ngồi bệnh còn rung. Mà có kiều lần không em? Kiều lần là sao? Kiều lần là sao trời? Anh biết con kiều lần không? Nhìn rất là dễ thương, rất là hiền. Nhưng mà cứ gặp người đó là cứ che mặt xấu hổ vậy nè. Đây cũng xấu hổ. Mà không phải cù lần, nhầm con khác. Không gì, con gì thì giúp anh đưa hình cho coi. Nữa, anh cứ dụ em hoài à, đưa liền đi. Vậy nó mới bí ẩn chứ. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ muốn lấy chồng chưa? Trời, muốn lắm rồi đó chị. Muốn lắm hả? Mơ mà em còn mơ lấy chồng nữa đó. Bây giờ nếu được thì chừng nào em đám cưới? Ngay rồi luôn. Sao chị? Hay vậy nha. Cái vụ này hay, lần đầu tiên tổ chức sân khấu trên đây luôn á. Đám cưới luôn á. Trời ơi, nè, đó kìa. Hả? Làm luôn, bấu, đang, bấu, luôn. Bấu miếu gì dữ vậy? Dễ thương lắm. Đứng lên coi. Đỏ hết trơn rồi đâu. Này cao mét nhiêu? Dạ, 1m68. Mắt có duyên lắm á, giống Pikachu quá. Anh gì rung dữ vậy trời? Gì mà thở dữ vậy? Hồi nãy má ứng đỏ luôn á, em đi. Ngồi xuống đi, để rung quá, ngồi xuống. Chị nào lấy vợ được em? Dạ, năm này, năm sau thì được. Năm này, năm sau, lấy luôn bây giờ, bữa nay được không? Dạ, được. Ngồi có đi. Hình gì đâu, nãy nói đưa hình gì cho bạn gái coi đó. Nè, hình này nè. Con này con gì? Cụ lần chắc. Ủa, anh không biết con này làm gì nữa em? Dạ, con Pikachu. Nó dễ thương vậy đó. Hồi nãy hai con má đỏ lên nè. Quẹt y chang luôn. Không mà con Pikachu nó vậy. Còn con cụ lần là nó vậy. Pikachu dễ thương hơn nhiều. Hiền khô. Đàn trai hơi bị ngon ha. Để đi lấy về dễ ăn hiếp em. Em tính lượng đi. Nhưng mà chỉ có được một mình em ăn hiếp thôi. Người ngoài em không cho ăn hiếp. Đúng rồi. Rồi, hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ, em đi với hai cô bạn thân với lại một chị học chung. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Trên bạn em á, thì cũng hoàn cảnh là cũng mất mẹ từ nhỏ rồi, cho nên á, tính tình thì tự lập sớm, cũng khá là mạnh mẽ đó chị. Em nghĩ là chắc bầu trời với anh này á, chắc là rất là hợp á. Là bảo vệ cho ảnh được đúng không? Dạ, đúng rồi. Tốt. Khó tìm người hiền gì lắm nha em nha. Nói chung là giờ em ưng không? Em có tán thành cho hai bạn này không? Dạ, tán thành. Đó, cái chốt, bấu chốt là tán thành. Rồi. Ủa em đi với ai em? Dạ em đi với bạn học em, lớp trưởng. À, lớp trưởng. Dạ bạn Danh trong lớp thì học cũng rất là ngoan à. Hiền và nhút nhát. Nhưng mà được cái là làm rất là giỏi. Rồi em nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Danh ơi, bạn gái bên này rất là cá tính, rất là dễ thương. Hy vọng là Danh cho bạn ấy một cơ hội và bạn ấy cũng cho Danh một cơ hội để quen nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Thôi nha. Chị quyết định giao con cù lần này nha. Cho em đi. Giao hình ảnh liền nha. Kéo màn lên. Xin mời. 1, 2, 3. Cú thà. Cảm ơn quà. Dạ, em cảm ơn. Ông Pikachu nha, không phải cù lần đâu. Đứng nguyên thôi, đứng sát bên đây. Chào con tí nha. Anh chào em. Chào em. Thái lên nha. Hiền lắm, tội nghiệp anh dừng ngăn hiếp nha. Có đâu. Rồi ngồi xuống đây. Rồi hai bạn ngồi xuống trò chuyện đi. Anh có gì muốn nói với em không? Dạ, nhìn em cũng dễ thương. Anh dự định đó là khi nào kết hôn vậy anh? Cuối năm hoặc là năm sau thì cũng được. Cưới gì ở đâu anh? Anh thích quận mấy thì anh ở quận đó thôi. Nếu như em bắt rễ thì sao anh?
sao cũng được. Sao dễ vậy? Một hồi mà em hỏi tới hỏi vậy em không đẻ anh đẻ được không đó, em mới nói được luôn á. Chứ em thấy anh sao? Anh hiền quá à. Lỡ người ta bắt nạt em rồi sao anh? Anh có ra cứu em không? Thì anh nói cũng được. Cứu chứ. Anh không hỏi gì em hỏi tiếp à? Hỏi tiếp. Thôi ơi. Thì em muốn rằng á, sau này nếu như mình có thể mà thành với nhau á, chồng của em cũng có thể phụ giúp em công việc nhà, cái này cái kia. Cái đó thì đơn giản. Ví dụ như á là anh nấu cơm thì em sẽ rửa chén, em nhặt đồ. Yeah. Hoặc là em nấu cơm thì anh sẽ làm những việc lặt vặt còn lại. Không, anh làm hết em. Ôi vậy hả? Vậy càng tốt chị, em thích quá luôn. Em hỏi anh làm được không thì anh được luôn á. Dạ được chị, đó mới được chưa? Mà nói được phải làm được nha ông. Dạ, em hỏi tiếp đi anh. Anh không có gì muốn nói với em hả? Vậy thì em muốn trai, để em trai hay gái hỏi luôn đi. Thí dụ như sao có con em muốn trai hay gái? À, em muốn là sinh đôi một lần trai gái. Vậy cũng khỏe một lần. Được luôn hả? Đúng rồi, một lần luôn hả? Được. Trời ơi. Sao anh gan dữ vậy em? Dám hứa luôn hả? Chuyện khó lắm mà. Nhưng mà anh có thấy em hung dữ lắm không? Thấy cũng bình thường chứ không có dữ. Bạn bè em nói em hung dữ lắm á. Ai mà quen được em là phải giỏi chịu đựng. Đấy, đấy. Anh chịu đựng được. Đấy, chịu được. Yên tâm. Anh không sợ em ăn hiếp anh hả? Không. Em giỏi ăn hiếp người khác lắm á. Không sao đâu. Đây không sợ gì chứ á. Em có làm gì làm cũng không sợ gì luôn. Đừng đánh đập là tàn nhẫn được rồi. Đừng giỡn nha, làm lì lì vậy chứ là nhiều khi giờ cũng ghê gớm lắm. Đứng lên này, đứng lên. Tiến tới. Nắm tay. Tay rồi, muốn nói nhận. Gì nói. Tỏ tình. Nãy giờ người ta hỏi mình không à. Hình như em nắm tay anh, đâu phải anh nắm tay em đâu. Anh thì chút xíu anh bấm chuông rồi đó. Chuông đâu bóp. Làm như Lan gì đẹp, chứ có chuông. Đây, đặt tay vào nút bấm. À, để tay nút bấm đi em trai. Bấm nút là chúng ta trao đi một cái duyên chứ không phải là bấm chơi nha. Rồi anh chỉ nói thế để các bạn suy nghĩ thật kỹ. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau chứ đi. Bây giờ chính thức các bạn nắm tay nhau. Không ăn hiếp tao quá nha không? Ăn hiếp nha, đồng nghiệp thôi nha. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Có thể đi xem phim để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic, máy nước nóng hiệu Senton với tổng trị giá là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Rồi chúc mừng hai bạn. Nói chung là em cá tính, em thẳng thắn và hơi nóng tính. Em quen ai á là người đó có chồng à? Em mà quen anh nào được thời gian không lấy vợ chứ. Bạn đồng ý thì có thể là làm, em sẽ lập công ty cho cô làm. Thưa quý vị, như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng tôi cũng rất là vui. Và bây giờ với niềm vui này chúng ta hãy tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn gái. Mời bạn trai. Rồi đi bạn. Trước tiên cho em xin chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Phan Nhất. Hiện tại em đang ở Thuận. Hôm nay em 34 tuổi, công việc chính của em bây giờ là làm trang trại nông nghiệp ạ. Ở đâu? Bình Thuận luôn. Dạ. Dạ em xin, chào MC Cát Tường. Xin chào anh Quyền Linh và chào người bạn bên kia rèm, tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Mỹ Hạnh. Hiện tại em đang làm công việc kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 32 tuổi và em đến từ tỉnh Lâm Đồng. Rồi bây giờ quen với một anh ở Bình Thuận, em có ngại đường xa gì không?
Dạ, quan trọng là cái công việc ở đó phù hợp với em thì không sao ạ. À, ủa rồi thí dụ như là cưới nhau rồi em có chịu về Bình Thuận không? Dạ được chị. Được luôn. Dạ. Dễ chịu. Thật sự bây giờ qua Lâm Đồng đâu xa đúng không ạ? Dạ. Dạ đúng rồi. Em nghĩ là gần chứ không xa. Mời bạn gái giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em xin phép giới thiệu điểm yếu trước đi. Nói chung là em cá tính, em thẳng thắn và hơi nóng tính. Trong tình cảm thì em ít biết cách sẻ chia, thành ra là em quen mối tình nào xong cũng đổ vỡ hết trơn. Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, rảnh rỗi thì em đọc sách và đi thiện nguyện. Ngoài ra thì em tự đánh giá em là một người sống có trách nhiệm và khi mà em làm cái gì thì em cũng cố gắng làm hết mình. Bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ khoảng 3. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Bạn có hiểu tại sao mình chia tay với mối tình đó không? Em nghĩ chắc là do em là nhiều. Em là con gái nhưng mà em cá tính quá, giống như là em ít có biết cách thể hiện, ít biết cách quan tâm. Vậy mình có rút kinh nghiệm không? Cho mối tình kế tiếp. Dạ hơn 1 năm đăng ký chờ đợi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì có rút được ít kinh nghiệm rồi chị. Xuống nước trước ha, mình quan tâm đến đối phương. Dạ. Nhỏ nhắn chia kệ ráng chiều chuộng bạn trai xíu thì mình sẽ được ha. Dạ. Chị nói em vậy thôi chứ chị làm không được. Em cái gì em nói có điểm mạnh điểm yếu vậy còn bạn trai. Dạ rồi. Em thì điểm yếu của em là em hay quên lắm anh. Hay quên. Nhất là em hay quên điện thoại á. Bạn bè rủ em đi chơi mà em bỏ cái điện thoại ra là em đĩa luôn rồi chứ em không có khi nào mà em bỏ. Cái đó cũng là một ưu điểm đó em. Bởi mình quên cái người kia biết tính về rồi gọi không bắt máy không sao. Có những lúc mình cầm mình cũng không bắt luôn. Không có được đâu nha. Rồi còn gì nữa không em? Dạ, cái khuyết điểm thứ hai nữa là bạn bè hay rủ em đi chơi, em ít khi nào em từ chối lắm. Cho nên em cần một người bạn gái để mà kìm lại cái sự ham vui của em. Em trải rung mấy mối tình rồi. Dạ em được 2 mối tình. Nhưng mà em có khuyết điểm là ai mà em quen ai á là người đó có chồng rồi. Vậy anh giống em á. Em mà quen anh nào được thời gian lấy vợ chứ. Đâu à, hai người thử trao đổi qua rèm coi mình hợp nhau không? Ừ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào rồi em hỏi ảnh coi anh đạt được cái tiêu chuẩn của em. Tiêu chuẩn của em thì thật ra là em quan trọng về tính tình là nhiều. Ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn và cao hơn em. Nói chung là cao khoảng 1m65 trở lên tại vì em hơi lùn. Anh ơi anh cao nhiêu nha anh? À, anh đạt tiêu chuẩn 1m70 lận em. Dạ, vậy đủ rồi. Em thì em thích một người sống có trách nhiệm. Có nghĩa là thương em thì phải biết quan tâm cả em và cả những người thân của em nữa. Điều đó anh đáp ứng được ạ. Rồi, tên em trai. Em mong muốn cái người bạn đời của mình như thế nào? Cái đầu tiên nhất là cái sự chung thủy. Vẻ bề ngoài thì dễ nhìn. Theo em thì nhất dáng nhì da, thứ ba là tính tình. Em thử em hình dung thử coi bạn gái bên này như thế nào. Em nghĩ là chắc với cái giọng nói này có vẻ là bạn có tiêu chuẩn đối với em. Chị xem nha. Chào Nguyễn gái. Dạ. Anh làm nông trại, coi như nông dân đi. Em thấy sao? Ba mẹ em làm nông nên là cái đó cũng không là vấn đề. Không là vấn đề gì dạ, hả? Từ nhỏ em cũng biết làm nông mà. À, vậy là tốt rồi. Em không thích gì người đàn ông? Đàn ông mà tính toán keo kiệt quá em cũng không thích. Để tôi qua tôi hỏi anh kia coi đàn trai chủ động sao. Xa vậy bây giờ trong thời gian hẹn hò như thế nào? Dạ, em chào chị. Rồi, chào em. Bây giờ một người thì cổ thì cổ lại đang có làm việc ở thành phố. Dạ. Ví dụ mà cưới nhau rồi thì cổ sẵn sàng đi về quê em. Dạ. Nhưng bây giờ lúc chưa cưới thì em định là em hẹn hò với cổ như sao? Bao lâu gặp nhau, gặp như thế nào, gặp ở đâu? Em nghĩ là nếu mà bạn gái mà ở Sài Gòn á thì em sẽ sắp xếp ở Sài Gòn nhiều hơn. Em sẽ sắp xếp công việc và thời gian để gần với bạn, hẹn hò với bạn nhiều hơn. Sắp xếp làm sao? Trong này em quen ai trong này mà dạ. Em vô đây rồi. Trong này thì tôi muốn đi gì nào tôi đi chứ. Bạn của em trong này rất là nhiều chị ạ. Thứ nhất là anh em họ rồi trong này rất nhiều. Có anh em ruột là ở ngoài quê thôi. Rồi đi vô đây rồi ngoài kia rồi cây cối ai coi rồi súc dạ. Vật ai nuôi? Dạ có nhân viên hết rồi. Em không thích cái điều gì á người bạn gái? Em không thích bạn gái mà nhõng nhẽo nhiều quá. Em dở kẹt. Đúng ra phụ nữ phải nhõng nhẽo mình khoái thêm nữa. Ý là nhõng nhẽo nhiều quá anh. Không không chịu không mà. Khoái. Thấy tự nhiên con gái mà cứ không nhõng nhẽo nó cứng quá không được không hiểu không? Nhõng nhẽo dễ thương. Dạ. Hả? Nhưng mà giả tỷ bây giờ thí dụ như sau này mà cưới nhau đi. Dạ. Cổ về quê em ở đi thì em định để cổ làm gì? Nếu mà bạn đồng ý thì có thể là làm em thì lập công ty cho cổ làm. Ủa nhưng mà ở quê là em còn ba mẹ gì không? Về dạ có em còn còn ba mẹ. Dạ em về là ở chung nhà với ba mẹ dạ, luôn đúng không? Dạ ở chung nhà ba mẹ luôn. Rồi ok, được rồi. Làm dâu đó em hỏi cô gái. Dâu được sao? Không em? Dạ được. Được, cô này được hết á. Ừ. Rồi, mình tham khảo ý kiến người thân đi ha. Dạ. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại một nhóm bạn học của em. Trong đó có
năm số người gì anh, nhóm bạn rồi. Dạ. Bạn bè thấy sao tình hình nãy giờ, ổn không? Thì đầu tiên thì em cũng xin nói về bạn nhắc của em. Tính tình của bạn là một người rất là trực tính, thẳng thắn, trong công việc thì rất là chăm chỉ và quyết đoán. Cũng nói với bạn nhắc thì bạn nữ bên này thì nói chung là cũng nhỏ nhắn, xinh. Hai bạn cho nhau cơ hội thì tìm hiểu nhau thì chắc sẽ hay hơn. Vậy là ổn đúng không? Dạ là ổn. Rồi, cảm ơn anh bạn. Dạ bạn, em đi với ai không? Dạ em đi với team lầy lội của em. Team đặt tên lầy lội. Dạ. Em trong cùng với nhóm với Hạnh là trong cái nhóm Hoa Từ Thiện ở Sài Gòn và cũng liên quốc tế luôn. Dạ. Nên em cũng biết cá tính của Hạnh rất là mạnh mẽ và có rất là có trách nhiệm và hòa đồng, nên dễ gần nữa. Nên khi mà Hạnh làm điều gì thì phải dứt khoát và rõ ràng. Hạnh ơi, chị thấy nhất đây thì cũng có cá tính. Chị thấy em ấy cũng có ý chí làm ăn này nọ thì cũng được. Thì thôi, nếu có cơ hội thì hai em cứ tìm hiểu nhau và trăn trải lòng với nhau đi ha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, kéo mạng lên. Giờ để hai bạn gặp nhau nha. Anh có bó hoa này tặng em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà tặng anh. Đó là một quyển sách, hy vọng là anh cũng thích đọc sách. Cảm ơn em. Rồi, không gian này là của các bạn. Thoải mái đi. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh hả? Dạ, em thấy anh cũng chững chạc. Nhưng mà em chỉ sợ là hồi nãy theo như anh nói thì anh thẳng thắn. Mà em cũng vậy, em chỉ sợ nếu mà về chung một nhà chắc hai thằng đàn ông chứ không phải là người đàn ông, người phụ nữ. Theo anh nghĩ đó là mình thẳng thắn cái gì, nên thẳng thắn cái gì và cái gì không nên thẳng thắn. Dạ. Quan trọng là mình hiểu nhau. Và anh thấy em cũng rất là xinh. Dạ, ngày hôm nay em là xinh nhất đấy. Dạ, cảm ơn anh. Có lẽ là... Dạ, về cái khoản xinh thì em không có tự tin lắm, nên hôm nay em mới cố tình mặc bộ đồ nổi nhất. Hôm nay và bây giờ anh thấy chỉ có mình em không à? Dạ em đúng. Cứ nhận đi. Cảm ơn anh. Đối với em thì anh cũng là một người đặc biệt. Tại vì để mà được gặp anh ngày hôm nay thì em cũng phải chờ chương trình tới hơn một năm. Vậy à? Dạ. Anh may mắn hơn là có một tháng. Chưa biết mặt nhau nhưng mà ông trời bắt đợi ảnh một năm. Cái duyên đó em. Anh nghe về em làm bên với là nhóm của em á, làm bên về từ thiện, anh nghe rất là thích. Hy vọng là nếu là sau này mình gặp nhau á, dạ, em có thể là cho anh góp một ít từ thiện vào. Hay quá. Tính ra là anh ở chỗ nào Bình Thuận? Anh ở Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận. Tánh Linh hả? Đúng rồi, Tánh Linh. Dạ. Thì bên em qua cũng gần. Dạ. Với lại là mình cũng là gần gần nhau rồi, thêm em cũng có gốc miền Trung nữa. Dạ. Em gốc cũng là sinh đâu? Dạ, ba má em là người Quảng Trị. À, anh cũng Quảng nhưng mà Quảng Ngãi chứ không phải Quảng Trị. Dạ, nó cũng gần đâu đó. Hy vọng là anh em mình cùng Quảng Hồ. Dạ. Hy vọng là anh em mình cùng Quảng Hồ. Bây giờ nói chuyện thân quá ha. Em có nhớ tên ảnh tên gì không? Dạ, anh tên Nhất. Chính còn xác. Em có nhớ bạn gái tên gì không? Dạ, em nhớ tên Hạnh ạ. Hay quá. Cặp này chờ nhau một năm rồi, được. Rồi mình tính tới chuyện hôn nhân đi em. Nếu như mà là hôn nhân lâu á, lắm rồi. Nếu như vấn đề hôn nhân á, thì nghe em nói là em có thể về làm dâu. Dạ. Nếu như gia đình anh mà khó thì em nghĩ sao? Suy nghĩ lại. Chuyện đơn giản nghĩ là khó ở đây là khó làm sao. Tại vì em nghĩ quan trọng là cái cách sống của mình và cách cư xử của mình. Chứ khó thì em nghĩ cũng không đến nỗi khó. Tại vì em thì việc nhà hay nấu nướng hay các thứ thì em làm ok hết. À. Dạ. Vậy là quá tốt rồi. Anh nghĩ cái vấn đề nội trợ, nữ công gia chánh thì anh cũng được chút xíu. Dạ, chút xíu là cỡ chiên trứng một râu hả? Phải được rồi. Mà em nói nhà em khó, anh khó làm sao nói rõ cho anh hiểu thôi. Nói về khó thì ý là anh nói vậy thôi. Chứ thật sự thì gia đình anh làm dâu rất là dễ. Những người dâu như bốn chị dâu của gia đình anh là rất là ok. Dạ. Rồi, không bây giờ gì? Mình hẹn hò sao? Hẹn hò tỏ tình đi. Nếu như mà để tiến xa hơn, để hiểu nhau hơn, với lại mình hãy cho nhau cơ hội. Tại vì cái khoảng thời gian này rất là ngắn.
để cho anh và em biết nhau thì có lẽ là phải nhiều hơn. Cho nên anh hy vọng là em cho anh cơ hội. Dạ. Thôi bây giờ nè, mà em ở đây chơi mấy bữa là đi về lại Bình Thuận đúng không? Dạ. Thì bây giờ trong nhân tiện mấy bữa nay là phải tổ chức cái buổi hẹn hò đầu tiên liền. Nói nếu như mà hẹn hò luôn á thì em sẽ mời luôn cả nhóm của Hạnh đi cho vui. Dạ. Tại ở phía bên bạn bè của anh là rất là hùng hậu, cũng hùng hậu lắm. Dạ. Có ý kiến như vậy. Không ấy, qua chương trình này á, cái lúc mà mình về á, em kết hợp giữa cái team lầy lội của em á với lại cái nhóm lôi nhôi của anh nó như thế nào? Dạ là mấy anh chị này đi cổ vũ là chủ yếu để gặp nhau, team lôi nhôi gặp team lầy lội cũng không quan tâm tới hai người em. Không, lúc đó là anh sẽ tách em ra rồi, em khỏi lo, em không cô đơn nữa đâu. Hay á, anh này được á. Được. Có nghĩa là mời bên đây đi nhưng mà để bên đây tiếp phải không? Dạ, còn em chỉ có mình anh tiếp thôi đúng không? Rồi bây giờ một câu, mỗi người có 30 giây để ta nói những cái gì mà mình cảm nhận từ trong đáy lòng nha. Nếu mà nói về tình cảm thì anh nghĩ là anh sẽ nắm tay em. Nếu như em cho anh cơ hội, anh sẽ nắm tay em đi suốt quãng đường còn lại. Còn em thì tự nhận lại cái quá khứ thì em thấy bản thân em cũng đã bỏ qua khá là nhiều cơ hội. Và khi gặp anh thì em nghĩ là có duyên thì em cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nãy giờ là tuy rằng ít phút nhưng chúng ta cũng có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình, nhịp đập trái tim mình. Mình hãy suy nghĩ lắng động và hình dung xem đối phương có phải là một nửa của mình hay không. 1 2 3. Hồi nãy anh muốn làm gì anh cứ làm. Anh nói đó, nếu có cơ hội anh sẽ nắm tay em gì đấy. Đẹp không các bạn? Hợp lý đó nha. Anh nghĩ rằng các bạn đủ chín chắn để có thể quyết định cái con đường tương lai hạnh phúc của hai đứa em. Hy vọng rằng những cái điều may mắn hạnh phúc sẽ đến với hai bạn nha. Anh có ghé Bình Thuận với cũng ráng toàn Thăng Long anh ăn nha. Dạ. Rồi chân gửi chiếc vé xem phim của hệ thống Cineworld 212 để chiến thắng. Riêng cặp này là vì cô gái đã chờ đợi chàng trai hơn một năm rồi. Và hôm nay có hai team ở đây mà hai bạn này là cũng đã chín rồi, vừa tuổi rồi, hôn nhau một cái để kỷ niệm ngày hôm nay. Chị ơi, mắc cỡ lắm chị. Mắc cỡ gì nữa. Quá dữ. Em già rồi mà mắc cỡ ghê. Già đâu mà già, em mà già chắc chị chôn luôn quá. Anh đi em. Không sao đâu. Anh hôn em nha. Rồi dễ thương, anh hôn em nha. Quá à. Mắc cỡ đỏ mặt hết trơn. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic. Máy nước nóng với nhãn hiệu Senton. Với tổng trị giá là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chúc mọi người vui và rất là may mắn trong cuộc sống ạ. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm nhận được tin vui của các bạn. Yeah. Rồi. Chị ơi em đi nha chị. Rồi đi đi em. Hôm nay là em muốn hóa thân vào Tiểu Long Nữ. Nhưng mà là đồ trắng của Tiểu Long Nữ không có nên em mang tặng đồ này. Chắc qua thành Lý Mãn Sầu quá. Lý Mãn Sầu đâu có đẹp như em đâu. Đâu có đẹp như em đâu. Lý Mãn Sầu đâu đẹp như em đâu, đúng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần mai mối. Và ngày hôm nay anh trai thì đã ngồi đây rồi, Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái vào quý vị nha. Rồi, ngồi ghế. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Hết sức là đặc biệt. Chào chị Cát Tường. Hôm nay là một buổi hẹn hò khá thú vị. Rồi, em trai giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên Lê Quốc Bình.
Nghề nghiệp là bên kỹ thuật viên điện. Kỹ thuật viên điện? Bên giám sát công trường. À, giám sát công trường là mình cũng đi ra công trường giám sát những cái công trình đó phải không? Dạ. À, quê em ở đâu? Quê em ở Bình Phước. Năm nay bao nhiêu tuổi? À, năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi ở Bình Phước làm kỹ thuật điện. Dạ. Mình đang sống với ai? À, đang sống trọ mình. Sống trọ một mình? Ủa vậy nhà ba mẹ ở đâu? À, ba mẹ ở Bình Phước. Ở Bình Phước sao không ở nhà mà ra ngoài ở mình? Dạ, em làm ở Bình Dương. À, ở Bình Phước mà làm ở Bình Dương. Rồi, Bình Dương ở đoạn nào vậy em? Ở phía ship 2, phố mới. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Loan. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, quê mình ở đâu cơ? Dạ, quê ở Bình Phước luôn ạ. Quê Bình Phước luôn, nghĩa là cùng quê rồi. Dạ. Hỏi thử coi mình có biết nhau ở quê không, nhiều khi quen à. Em ở đâu Bình Phước em? Dạ, em ở Lộc Ninh, Bình Phước ạ. À, anh gần hơn xíu, anh ở Bình Long. Gần hơn em. Gần hơn. Ở đó đi xuống của em chắc khoảng 1 tiếng. Vậy mai mốt có về quê hai đứa rủ nhau về chung cho vui ha. Có bạn đi đường chung ha. Ê, em đang làm công việc gì? Dạ em làm giáo viên tiểu học, dạy ở quận 4 ạ. À, quận 4. Rồi em trên đây là em ở với ai? Dạy ở với ai? Dạ em ở phòng trọ một mình. Ở quận mấy? Ở quận 5. Quận 5. Biết đường lên quận 5 không? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ, chưa. Rồi hẹn hò làm sao đây? Từ Bình Dương chạy lên quận 5. Thời gian làm việc của em sao? Dạ làm giờ hành chính. À, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Đúng rồi, chủ nhật nghỉ. Còn em? Dạ em nói chung là xuyên suốt tuần chỉ có chủ nhật với nghỉ, tại vì buổi tối em còn đi học nữa. Tối học gì nữa? Em học, đang học liên thông lên đại học. Và buổi tối em có đi làm gia sư nữa. Nói chung là kín tuần. Coi như kín tuần luôn. Chỉ có chủ nhật thôi. Chủ nhật là được nghỉ hết cả ngày. Dạ, nếu mà chủ nhật ở trường không có hoạt động thì em rảnh, còn nếu có hoạt động thì em phải đi. Thì có thể hẹn hò mình sẽ hẹn vô chủ nhật. Dạ. Nên là bạn trai đúng rồi, chủ nhật thì rảnh rỗi sáng ngủ dậy sớm ha. Khỏe mạnh ha. Lái xe chạy xe ở dưới Bình Dương lên gần mà, chạy lên khoảng chừng tiếng hồ à, tới rồi. Được không? Được ạ. Rồi ok, hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh em là hoạt động vui vẻ. Thích thể thao, không hút thuốc, không rượu. Không hút thuốc, không uống rượu luôn. Dân làm công trình mà không hút thuốc, không uống rượu. Ủa, hay vậy? Thì có tiệc tùng thì có uống chút bia, hai ba lon. Rồi, đó là điểm mạnh, còn điểm yếu? Điểm yếu là hơi nhút nhát, rụt rè, dễ nấu ăn được ít món. Còn em gái, điểm mạnh, điểm yếu của em là điểm mạnh của em là thích nấu ăn, với là thích làm những cái đồ thủ công bằng giấy nhúng hay là những cái giấy. Em làm được luôn á hả? Dạ. Còn điểm yếu là không biết hát, với là cũng hơi trầm tính. Sở thích của em là gì? Thích coi phim cổ trang à. Nói chung là đam mê cổ trang rất là lớn. Cứ đi làm về là ở nhà coi phim thôi thôi chứ. Rồi, cũng bình chẳng thường là... ở nhà có vậy không? Dạ không. Hôm nay là em cái kiểu là muốn hóa thân một lần, hóa thân thử vào một vai cổ trang nào đó. Dạ hôm nay là vai gì vậy? Hôm nay là em muốn hóa thân vào Tiểu Long Nữ. Tiểu nhưng Long mà Nữ. Là đồ trắng của Tiểu Long Nữ không có nên em mang tặng đồ này. Chắc qua thành Lý Mãn Sầu quá. Lý Mãn Sầu đâu có đẹp như em đâu. Đâu có đẹp như em đâu. Lý Mãn Sầu đâu đẹp như em đâu, đúng. Rồi, hay, rất là dễ thương. Có coi phim bộ không? Có phim cổ trang không? Có rồi. Biết Tiểu Long Nữ là đi tìm ai không? Dương Quá. Đúng rồi, hay quá, có coi phim luôn. Không biết nay em có làm Dương Quá được không mà nha. Tình trường của mình sao? Trước giờ chỉ quen một mối tình. Quen được bao lâu? Quen được nửa năm. Nửa năm? Rồi lý do sao chia tay? Công việc cũng nhiều rồi, không có thời gian về, bạn nữ không tin tưởng cái bạn nữ chia tay. À, là bạn nữ đó ở quê? Dạ, ở quê. Và chia tay bao lâu rồi? Tay này 2 năm. 2 năm rồi sao? Suốt 2 năm nay ở trên này không có quen ai hết hả? À, chứ giờ không quen được ai hết nè. Lý do? Do công việc, lo gia đình rồi không chịu quen. Rồi bây giờ nếu mà quen bạn gái nữa rồi có thời gian dành cho bạn gái không? Hay là cũng lo công việc rồi? Có thời gian. Có thời gian để em sắp xếp được. Được phải không? Xếp cưới tuần được. Rồi vậy còn em? Dạ là em có 3 mối tình ạ. 3 mối tình rồi, kể nghe coi nè. 2 mối tình tuổi học trò, còn một mối tình là ở thời sinh viên ạ. Rồi, mối tình sinh viên quen được mấy năm? Dạ khoảng nửa năm ạ. Có nửa năm mà sao giống bên đây quá vậy, nửa năm vậy? Sao chia tay? Cái tôi của hai người quá lớn ạ. Lúc đầu là hai đứa cũng biết là sẽ bù đắp bù trừ cho nhau. Nhưng mà hôm qua nửa năm thì càng ngày càng cãi nhau nhiều. Vì nguyên nhân gì? Bạn đó là một người hướng ngoại, là thích đi những hoạt động nhiều với bạn bè. Còn em thì đa số là em thiên về gia đình hơn. Vậy nếu em không đi chơi bạn bè thì em ở nhà, em muốn là ở nhà làm gì? Em thích nấu ăn, sẽ nội trợ. Cái kiểu là em có thể bỏ ra 2 đến 3 tiếng đồng hồ để nấu một số món gì đó gia đình em thích ăn. Có nghĩa là bạn kia thì thích đi ra ngoài để mà liên kết, để thêm mối quan hệ, thêm mối bạn bè. Em chỉ thích ở nhà thôi. Nấu ăn bạn đó là thích để đam mê coi phim là nó vui hơn hả? Cái tính của em cái kiểu là hình như là hơi quyết đoán hết, những chuyện gì em đều quyết hết, không cần hỏi ý bạn nam chắc vì như vậy nhiều. Mày chia tay bao nhiêu lâu rồi? 3 năm mấy rồi.
3 năm nay tại sao không quen được mối tình nào khác? Tại vì công việc của em cũng không có gặp nhiều người lớn nữa. Buổi sáng đi học con nít, cùng buổi chiều cũng buổi tối cũng đi gặp rồi họ đi học á. Và công việc nó đâm ra lại cũng không có quen được. Hay là cảm giác hơi sợ. Sợ gì em? Cái kiểu là mình bỏ ra nhiều thời gian công sức quá mà cái kiểu là đổi lại thì không có được gì. Nói chung tụi em cũng là những người là chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu ha. Mỗi người chỉ vỏn vẹn mối tình ngắn ngắn thôi. Thế bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Nhà là một mẫu người bạn trai là giống khá giống ba em một tí á. Cụ thể là như thế nào? Trong gia đình thì ba em là người nấu ăn ngon nhất. Là công việc nhà thì ba cũng san sẻ, cũng làm. Nói chung là ba chẳng bao giờ đánh vợ đánh con hết. Cưng con, chăm sóc gia đình, không có vũ phu. Dạ. Đúng không? Rồi còn em mong muốn một người bạn gái như thế nào? Bạn gái bình thường giản dị. Đơn giản vậy thôi. Về ngoại hình dáng được người là được. Được người là được sao? Trời, cái được của em chị là đâu có biết. Dễ thương, cũng dễ nhìn là được. Em có mê coi phim không? Dạ cũng có. Ví dụ giờ lấy vợ về tới giờ cơm dọn trễ quay qua nhìn thấy vợ đang ngồi khóc thúc thích coi hoàn cảnh trong phim thằng vai chính mới chết. Rồi lúc đó em xử trí như sao? Đói bụng quá rồi mà giờ vợ chưa nấu cơm nữa lo ngồi coi phim. Sướng năn nỉ ăn xong rồi lên coi tiếp. Năn nỉ vợ ăn lên coi tiếp. Ai nấu cho ăn? Vợ chưa nấu luôn, vợ bắt coi phim bộ. Sướng hai người nấu. Có coi chung với vợ luôn không? Chắc có. Chắc có luôn. Rồi đó coi. Cưng vợ dữ ha. Để coi có hình không cho chị mượn hình coi. Dạ có. À đó, hai cô đó chọn một, bốn anh chọn một. Ráng nha tiểu long nữ, ráng kiếm ra dương quá nha. Cô đầu tiên. Lý do sao chọn cô đó? Thấy có nét làm giáo viên hơn. Có nét làm giáo viên hả? Em sai rồi. Cổ là tiểu long nữ chứ không phải giáo viên. Đâu, chọn anh nào? Em nghĩ là anh nhỏ nhất. Lý do sao chọn anh nhỏ nhất? Em nghĩ như vậy. Em thấy cách nói chuyện rồi em chọn. Đó là tao chọn vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta kiểm tra xem là mình chọn có đúng hay sai nha. Mời các bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim này được mở ra. Giao cho. Sao Vì sai à? Em bị sai. Em sao? Cũng sai. Sai luôn. Trời ơi không, chắc hai bạn này. Cái đó là cũng là giáo viên tiểu học luôn ạ. Hai tụi em đều là giáo viên tiểu học. Cũng là từ Bình Phước luôn. Ấn tượng đầu tiên cho cánh cửa trái tim này mở ra, em có cảm xúc như thế nào? Cảm xúc nhìn bằng nữa cũng rất dễ thương. Có suy nghĩ gì về trang phục bạn ấy hôm nay mặc đến với chương trình không? Trang phục thì giống cô tiểu long nữ. Giống cô tiểu long nữ. Lý Mạng Sậu. Nếu bằng nữ mặc đồ trắng em phải là vui quá không? Không biết. Không biết nữa ha. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Ngạc nhiên à. Ngạc nhiên gì? Dạ tại vì em suy nghĩ nó hơi sai sai. Và cuối cùng nhìn thực tế thì em thấy như thế nào? Dạ cũng được ạ. Cũng được ạ. Tại vì những người đa số là làm ngoài thì da dẻ sẽ mạnh mẽ, khỏe khoắn lắm. Thế bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút nha, để hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau. Thời gian chương trình không có nhiều nên mình muốn cái gì, mình thắc mắc cái gì mình cứ thẳng thắn mình hỏi nha hai bạn nha. Mời món ăn của nhà hàng Hoàng Yến. Tặng quà đi em. Tặng quà trái tim luôn. Tặng quà bao hạt. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Đây là có một người bạn tặng cho em thấy nội dung hay, cái lời em gửi lại cho anh ạ. Mong anh đọc ạ. Nội dung nói về gì vậy em? Cái câu chuyện đó là kể về một con vợ, nhưng mà ẩn ý sau đó là nói về tính cách của con người, hãy buông thả những cái mặt xấu mà thể hiện mặt tốt của mình. Anh về đó không? Tặng cũng khói coi mấy cái chuyện cổ tích ngày xưa rồi. Rồi, bây giờ thì chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Trước mặt các bạn đây là món bánh đúc nè, bánh bèo nè, chả giò nè, bánh và trái cây. Bánh bèo chén, bánh đúc thì là một cái món ăn rất là dân dã, bình dị của người Việt Nam mình ha. Rồi, vừa ăn ngon vừa tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ. Mời em. Dạ, dạ, dạ. Hôm nay giới thiệu em nhiêu tuổi? Dạ em 23. 23. Dạ. Ủa vậy là cũng mới làm đây đúng không? Dạ em mới, em làm được 1 năm rồi. Nhưng mà vô trường công thì em mới vô được 4 tháng thôi ạ. Còn trong thời gian tập sự. Mới Bình Phước xong làm ở Bình Phước luôn, có trường mà làm thành phố cao chứ. Tại vì em muốn định hướng là ở trên thành phố luôn. Nếu mà có lập gia đình là anh muốn lập gia đình ở dưới Bình Phước hay là như thế nào ạ? Công việc là làm luôn ở Bình Dương.
chỉ cuối tuần hay về chơi thôi. Dạ, anh nghĩ thế nào về chồng giúp vợ công việc nhà thì anh nghĩ như thế nào? Nói chung công việc nhà thì làm được, chỉ có nấu ăn thì chỉ phụ ngày thay ra chứ không nấu không ngon. Dạ. Ủa, nhà anh có mấy anh chị em? Đồng ra 6 chị em, 4 người của gia đình rồi. Dạ. Anh làm Bình Dương là thành phố mới anh? Mà nghe gì Bình Dương mới. Như vậy lên Sài Gòn cũng xa à? Từ đây em chạy xuống dưới đây là gần tiếng rưỡi. Dạ đúng rồi. Lâu lâu em cũng chạy xe máy về nhà. Nhưng mà cứ hẹn cuối tuần đi về được. Anh chỉ dạ, lắm 2 tuần, 3 tuần là về 1 lần. Dạ. Còn công việc anh có phải đi ra công trình này nọ, có đi ra miền Bắc hay gì nữa nhiều, hay là tập trung ở miền Nam nè? Tại công ty. Anh có sợ con gái tính hơi gia trưởng không? Cũng không sợ. Thì gia trưởng còn khó hay không là do mình biết quyết định, do suy nghĩ của mình. Tại vì đa số là những cái quyết định của em là đa số là em sẽ tự quyết định. Em sợ có một số bạn nam nói là không tôn trọng bạn nam. Nhưng cái kia là theo em nghĩ là cái gì mình nữ quyết định được thì mình sẽ quyết định. Còn những cái trường hợp lớn thì mới đưa cho trụ cột như là chồng mình quyết định. Trước giờ anh cũng tự lập, có sống con mình ở đây nên cũng tự quyết định không? Dạ. Cũng không có hỏi. Sao? Nãy giờ có tranh thủ không? Tâm sự nhiều không? Cũng có à. Ăn ngon không? Ăn ngon chị. Ăn ngon ha. Nãy giờ mình đã hỏi gì nhau về những quan điểm hôn nhân gia đình không? Ví dụ như là trước tiên là ví dụ như được thì bao giờ em tính tới chuyện kết hôn? Chắc khoảng 2 đến 3 năm nữa, tại vì em còn học 1 năm nữa. Học 1 năm nữa thì sao? Không học xong đám cưới mà phải tại 2-3 năm. Tại vì công việc của em mới tập sự á, em cũng muốn ổn định 2-3 năm nữa. Thì không biết là anh có thể chuyển lên thành phố sống không? Tại vì em đa số là em muốn lập nghiệp ở trên thành phố luôn ạ. Rồi nãy giờ hỏi ảnh chưa, trao đổi với ảnh chưa? Dạ chưa. Đó, giờ ảnh thay lời muốn nói luôn đó. Trả lời câu hỏi của em đi. Nói chung anh dự tính thì khoảng 1 năm là cưới. Còn nếu mà chuyển công tác á thì anh có chuyển được không? Chuyển công tác thì chuyển cũng được, nhưng mà mới làm thì hơi xa. Thí dụ chuyển công tác là làm hơi xa là sao chị chưa hiểu? Là chuyển công tác là đi không chuyển chỗ ở thôi thì đi làm. À chuyển chỗ ở thôi chứ công tác thì không chuyển được. À công tác không chuyển chỗ ở thì đi làm hơi xa. Tại công việc là giờ hiện tại đang ổn định. À, cái việc của em còn dễ chứ cái việc của ảnh nó khó lắm. Anh là kỹ sư điện mà mới làm công trình thì nó cũng khó đúng không? Nhưng mà công việc em chỉ là có ổn. Chuyển công tác là trừ khi mốt như mình làm khoảng 10 năm hay mấy năm là mình dần nghỉ hưu rồi mình về mình làm nghỉ hưu đâu sớm vậy không biết nữa. Thì khoảng 15 năm là nghỉ rồi vậy. Vậy hả? Nghỉ hưu sớm vậy hả? Nghỉ về mình tự buôn bán riêng, mình mở kinh doanh. Nhưng mà giờ công việc của em là cái công việc đó ổn định không? Cái thu nhập nó có thể nuôi được vợ con không? Dạ được. Được. Nghĩa là thật sự chị nghĩ ở đâu không quan trọng. Ở đâu mà ổn định được cái cuộc sống hai chồng, lo cho con cho cái là ok. Thôi trước mắt cứ tìm hiểu nhau đi, coi có tính tình hợp nhau, tình cảm nó có phát triển hay không. Nếu mà có thì từ từ mình sắp xếp. Cái chuyện chị nghĩ thật là Bình Dương thành phố thì nó cũng gần chứ không xa. Nhưng mà cái vụ mà anh nói ra, thí dụ anh muốn 1 năm mà đám cưới rồi thì em nghĩ sao? 1 năm thì quá sớm đối với em ạ. Thôi thì 1 năm là thôi. Khoảng 24 tuổi thôi. Nói vậy thôi chứ còn tình duyên là khó nói lắm, tùy ha. Ở đâu là tính tới đó. Nhưng mà theo em quan niệm thì trong hôn nhân thì vợ chồng ai sẽ là người quản lý về tài chính trong nhà? Tài chính thì nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng là người biết giữ hay không. Tài khoản thì giờ nằm thẻ hết rồi, thẻ ai giữ cũng được. Ai rút cũng báo cho người kia toàn toàn hết trơn ha. Quan trọng là, nhưng mà các anh em có cái kế hoạch xây dựng cái cuộc sống gia đình của em là như thế nào không? Kế hoạch là làm khoảng cũng vài năm đến 10 năm là nghĩ về tự kinh doanh riêng cho mình. Tự kinh doanh về cái gì? Bên kim khí điện máy. Cũng có cái hướng sẵn rồi ha. Thì em định là thí dụ sau này là mua nhà, mua cửa là mua ở Bình Dương luôn hay là sao? Cũng dự tính là ở Bình Dương. Đất thì có mua ở Bình Phước rồi. Đất thì mua Bình Phước rồi. Sao lại không ở Bình Phước mà ở Bình Dương? Tại công việc ở dưới này nó thấy nó ổn định với lại nó tiện hơn. Đất thì có Bình Phước rồi, nhưng mà công việc thì đang tốt ở Bình Dương. Dạ. Thì mình em cũng vậy thôi, em cũng Bình Phước vô thì mình cũng ở trọ đi làm thôi mà. Tương lai 1-2 năm nữa chưa có nói trước được ha. Giờ sẽ có mấy cái lá bài ha. Tụi em sẽ bóc những cái lá bài trong này, mỗi người một lá. Đọc lớn yêu cầu trong này rồi thực hiện. Mời em. Chọn đỏ đi. Hãy nhìn thẳng người đối diện, sau đó nói một câu bắt đầu bằng bà xã ơi, ông xã ơi. Bà xã ơi. Trời ơi, chưa nhìn là ta chưa nhìn luôn á, chưa nhìn luôn. Nhìn nhau cái đã. Bà xã ơi. Sao vậy em, sao né ánh mắt anh vậy? Bây giờ hai người nhìn nhau 30 giây tôi coi nè. Tại vì nói có một câu một cái dừng luôn. Nói thêm thì cũng được đó, câu đó là chương trình bắt buộc. Người ta nói nè,
là nói một câu bắt đầu bằng cái này, chứ không phải nói có ba chữ này. Là em muốn nói gì em nói, nhưng mà bắt đầu bằng ba chữ này, hiểu không? Rồi làm lại. Em đọc bài thơ có liên quan đến xíu rồi được à? Cũng miễn bắt đầu là ba chữ đó là được rồi. Anh yêu bà xã bằng tình yêu chân thật, yêu nàng bằng cả trái tim. Trước đến giờ chưa bao giờ lên sóng, đến đây rồi đi về cùng với nhau. Oh. Dạ hay à. Ủa này em tự làm hả? Dạ. Chứ đâu có thơ của ai kỳ vậy? À, tự chế. Tự chế, cũng cảm xúc. Mặc dù không phải là láng mượt gì nhưng mà có cảm xúc và nó hợp với chương trình. Rồi mời em gái. Cái gì à? Nếu gặp một bạn trai cực kỳ ấn tượng và đẹp trai, bạn có tin vào tình yêu sét đánh hay không? Vì sao? Theo em thì em tin ạ. Giống y là anh trai của em chỉ gặp chị em trong vòng khoảng một tuần thôi là nửa tháng sau đã cưới đó ạ. Wow, vậy dạ, hả? Chính là anh trai của em luôn. Tại em cũng tin vào điều đó. Dạ, có một số trường hợp là tình yêu sét đánh nhưng họ vẫn chung sống với nhau tới nhà. Và bản thân em, nếu để em lựa chọn thì em thích tình yêu sét đánh mới gặp để ưng nhau liền, hay là em thích cái kiểu từ từ tìm hiểu? Cái kiểu là tình yêu sét đánh á, thì trong một số trường hợp như là gặp, như là trong một buổi tiệc này đó, thì có chắc là em sẽ chịu. Còn như là muốn quen từ từ á, là như là trong một mối quan hệ như là đồng nghiệp hay là những thì em sẽ tìm hiểu từ từ. Thì tìm hiểu từ từ nó sẽ hiểu nhau hơn. Cái nào cũng có cái hay của nó ha. Dạ, cái tình yêu sét đánh nó có những cái lãng mạn, có những dạ, cái ấn tượng khó phai ha. Dạ. Còn tìm hiểu từ từ thì ok, nhiều khi nó chậm mà nó lại chắc. Dạ. Bây giờ một cơ hội nữa dành cho hai bạn ha. Nhìn nhau 30 giây, mỗi người nói cho nhau nghe cái cảm xúc hiện tại của mình là gì trước khi đưa ra quyết định bấm nút. Thời lượng chương trình rất là ngắn, không có đủ để hiểu nhau hết đâu. Mình chỉ đo cảm xúc của mình thôi. Nếu mình thấy rằng đối phương này là có thể là một nửa mà mình tìm kiếm, có thể là cái người mình tin tưởng được, thì mình cho nhau cái cơ hội. Rồi mời hai bạn, bạn trai nói trước. Nói chung lúc nhìn em cũng dễ mến, nói chung mình hãy cho nhau cơ hội làm quen tìm hiểu. Em cũng nghĩ vậy. Tại vì cho nhau cơ hội thì cứ làm bạn trước đã. Như là tình yêu sét đánh không được thì có thể tìm hiểu từ từ. Đúng rồi, thì bấm nút có nghĩa là mình đồng ý cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, để mà một mối quan hệ trai gái, chứ không phải là bấm nút để cái này không phải tìm bạn bốn phương nha. Bấm nút là mình phải nắm tay nhau, mình hôn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người để bắt đầu một mối quan hệ tìm hiểu. Nếu được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Còn chị sẽ thấy là về cơ bản ngoại hình hay công việc thì hai bạn cũng là khá tương ứng với nhau, phù hợp với nhau. Đây là một chàng trai có thể hơi kiệm lời, ít nói, nhưng có thể là một bờ vai vững chắc. Nếu mà muốn cuộc sống bình yên, một cái người chồng mà chị nghĩ là nó cũng chu toàn trong gia đình thì có lẽ anh này là phù hợp. Đây là một cô gái trẻ, còn nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, dễ thương, duyên dáng. Đó, để chị đưa ra những cái ưu điểm của hai bạn để cho các bạn lựa chọn cho đúng đắn, đưa ra cái quyết định của mình. Và bấm nút thì phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm nút, mà anh không đồng ý lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Rất dễ thương đây, một cặp đôi dễ thương lắm á. Mời em qua đây. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hôm nay cuối cùng thì Tiểu Long Nữ vẫn đã tìm được Dương Quá. Và hy vọng rằng cặp đôi này sẽ có một cái kết viên mãn giống như trong bộ phim mà em thích. Em cảm ơn. Món quà tặng em làm đẹp nha. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi đây là hai chiếc vé xem phim ở rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Thính Thắng ha. Đến xem phim với nhau rồi trò chuyện cùng nhau. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày chúng ta gặp mặt trong chương trình Hẹn Trưa. Cô giáo trẻ rất là dễ thương. Chị Tường hy vọng hai bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn ha, để chăm sóc cho nhau, tìm hiểu nhau. Biết đâu đây là cái duyên ha mà chương trình đã gửi đến cho hai bạn. Có tin vui thì nhớ báo cho chị biết nha. Dạ. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay một cặp đôi nữa đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi các bạn ạ. Hy vọng là họ sẽ có nhiều thời gian gần gũi nhau hơn để có thể tiến nhanh hơn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Và không để quý vị khán giả chờ lâu, xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay. Wow.
Rồi, hãy ngồi và hướng mắt về phía trước đi hai chàng trai của tôi. Và bây giờ bên đàn gái, hai cô gái xinh đẹp xin mời. Tôi thấy chàng trai ngồi ghế đỏ của tôi rất là ấn tượng. Xin mời em giới thiệu trước. Em tên là gì nè? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Lê Trung Đức, năm nay 29 tuổi. Hiện tại em làm huấn luyện viên thể hình tự do. Quê em ở đâu? Quê em ở ngoài Hà Nội ạ. Ừ, vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây cũng lâu rồi, vào cả gia đình vào từ năm 97 ạ. Cụ thể công việc của em là em làm gì? Có khách hàng ở ngoài là có nhu cầu muốn tăng cân giảm mỡ thì người ta sẽ liên hệ với em. À, đấy. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là... Căng vậy? Điểm mạnh? Hết cỡ. Ai làm gì em đâu mà em làm gì em hồi hộp dữ vậy? Điểm mạnh mình mà sao? Em thấy cái... Hả? Thấy gì? Không. Điểm mạnh của em thì... Hiền lành. Hiền lành. Hiền lành. Rồi. Hiền lành với cả nhược điểm của em là cũng hơi nóng tính, có lúc khi thẳng thắn. Hiền lành quá sao làm nghề này được? Tùy chị ơi, tùy vì là em làm nghề này thì là em tiếp xúc khách hàng, có sao nói thẳng thôi. Ừ. Chứ em không có kiểu như là buôn phê như người ta đâu. Ví dụ như bây giờ tướng chị vậy là cần tăng giảm mấy ký? Tướng thì em nghĩ là... Trời ơi, liếm môi hoài. Nhưng nhìn bà chị liếm môi hoài vậy? Làm nghề bao nhiêu năm rồi, nhìn cái là mình phải biết liền để mình tư vấn cho khách chứ. Chị cũng được nhưng mà chỉ cần tập cho nó săn lại rồi thôi. Săn cái gì? Giảm mỡ. Thằng bé khéo ăn khéo nói thiệt. Săn chắc là giảm mỡ. Dạ, tập gym chủ yếu, người ta chủ yếu là tập về nó săn chắc thôi. Chứ khỏe đúng không? Đúng rồi. Mặt bạn này giống diễn viên đóng phim Đường Tăng ha, giống như đóng Tay Du Ký. Đóng Đường Tăng dễ sợ luôn. Da dẻ trắng trẻo mịn màng láng lẫy tròn đó ha. Mà sao miệng níu lửa tôi đâu phải bạch cốt tinh đâu, làm gì mà ngồi kế bên mà yếu dữ vậy. Rồi, cô gái ghế màu đỏ của mình nè, giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào anh Đạt, chào chị Cát Tường và chào mọi người. Em tên là Nhã. Cái gì Nhã? À, Huỳnh Nhã. Huỳnh Nhã. Dạ, em sinh năm 96. Hiện tại em đang kinh doanh tự do. Ở đâu? Dạ, ở quê, ở Tiền Giang ạ. Hiện giờ là em vẫn ở Tiền Giang? Dạ, đúng rồi ạ. Em ở gia đình ở dưới hả? Dạ. Gia đình em làm gì? Dạ, em làm sầu riêng ạ. Sầu riêng đúng không? Vườn trái cây hả? Dạ, đúng rồi ạ. Có kinh doanh thêm nhưng mà dạng nhỏ thôi ạ. Em lên đây hồi lúc nào? Em mới lên tới luôn. Mới lên tới tức thì luôn hả? Dạ đúng rồi. Wow. Có dự định là tối nay mình ở trên thành phố Hồ Chí Minh hay là mình sẽ về thẳng Tiền Giang? Sau chương trình thì chắc chắn em sẽ phải ở lại một đêm. Ở một đêm đúng không? Nếu mà em đi về liền thì không có xe về. Ừ. Cơ hội những chàng trai ơi. Cơ hội nha. Nghe không, nghe rõ không? Mai mới về là đêm nay. Mai mới về là đêm nay người ta còn lang thang ở thành phố Hồ Chí Minh du lịch nhẹ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Điểm yếu của em thì em hơi nhát, hơi tự ti về bản thân một chút xíu. Hơi nhát và tự ti. Dạ, về điểm mạnh của em thì em nói chung là trong công việc thì em khá tự tin. Em chỉ có cái điểm mạnh đó thôi. Còn giao lưu giờ mình hơi nhút nhát luôn. Dạ, giao lưu thì em hơi nhút nhát. Nhưng mà trong một mối quan hệ công việc hoặc là xã giao thì em sẽ có thể tự tin được. Thời gian rảnh rỗi em làm gì? Hầu như em không có thời gian. Vậy thì sao hẹn hò đấy? Bây giờ ví dụ như mình mà lỡ mình có một người bạn trai thì mình phải có khoảng thời gian rảnh rỗi chứ hầu như không có thời gian là suốt ngày là vòng vòng sầu riêng không? Ngoài làm sầu riêng với lại thêm cái mê bán online nữa thì em còn đầu tư nữa. Đầu tư dạng nhỏ thôi ạ. Nhưng mà giải trí? Giải trí thì em sẽ nghe nhạc. Rồi bây giờ thí dụ giờ có bồ thì thời gian nào dành cho bồ? Nếu may mắn có bồ thì em sẽ cân bằng thời gian ạ. Có thời gian cân bằng không? Thời gian không hay xung quanh chỉ là sầu riêng thôi? Dạ có, chắc chắn sẽ có ạ. Chứ không có không được đâu rồi nha. Căng à. Dạ. Phải có thời gian cho người yêu mình chứ. Dạ. Kiếm tiền mà tuổi trẻ mà bán hàng online nhiều tiền lắm. Có live stream sáng trưa chiều tối ngày 3-4 cử là tiền khỏe luôn. Tới bạn trai ghế xanh nè, giới thiệu về mình nha em. Đầu tiên thì em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt và chào hai bạn nữ bên kia. Em tên là Phúc Kiện, em sinh năm 1... Phúc gì? Phúc Kiện ạ. Phúc Kiện. Vâng ạ. Rồi. Em sinh năm 1996, quê gốc của em thì là ở Bình Định. Hiện tại thì đang sinh sống ở Lâm Đồng và làm việc ở Hồ Chí Minh. Quận mấy? Dạ, em đang ở quận Tân Bình ạ. Đến thành phố Hồ Chí Minh lâu mau rồi? Gần 1 năm rồi ạ. Công việc của em là em làm HR tuyển dụng. Em sẽ là người tuyển nhân viên ạ. À. Tuyển dụng nhân viên ạ. À. Làm về ngành gì? À, em làm về tuyển dụng cho công ty bất động sản. À. Rồi. Nghĩa là muốn vô công ty là phải thông qua em á hả? Vâng, có thể nói là như thế ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là được đồng nghiệp đánh giá là khá là hiền lành, chăm chỉ và em biết nấu ăn. Còn điểm yếu là hơi bị rụt rè trước người lạ, nhưng lại
quá tăng động với đồng nghiệp. Thời gian công việc có bận rộn lắm không? Có thời gian rảnh rỗi không? Em làm theo giờ hành chính thôi, bởi vì em làm mảng tuyển dụng, em không kinh doanh. À, em kinh doanh mới đi tiếp khách đúng không? Vâng, em chỉ là làm tuyển dụng theo giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy. Vậy là được. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Rảnh rỗi thì em ở nhà thì có nuôi cá cảnh, với thỉnh thoảng thì xem hài của anh Hướng Đạt. Ồ, có hài. Ở nhà em nuôi cá gì? Em nuôi cá bảy màu với mấy cá vàng thôi ạ. Nuôi cá nhẹ nhàng vậy thôi hả? Vâng. Nó cũng giống như cá tính của em vậy hả? Nuôi bao nhiêu con cá bảy màu? Một đàn cá bảy màu ạ. Nó đẻ chưa? Thường xuyên. Cá cảnh đồ. Rồi, đó là những thông tin của anh chàng ở ghế màu xanh. Tới cô bé duyên dáng của tôi nè. Trời, mỉm cười có duyên quá. Xin chào chị Cát Tường và anh Hướng Minh Đạt. Dạ, em xin chào mọi người ạ. Em tên là Diệu. Cái gì Diệu? Dạ, Thị Diệu. Thị Diệu? Dạ. Cái gì Thị Diệu ạ? Dạ, Trần Thị Diệu. Quê quán em là ở Bạc Liêu. Hiện tại em đang sinh sống cùng gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em thì là em cũng là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do? Dạ. Kinh doanh về mảng hàng nào? Dạ, thời trang nữ. Thời trang nữ? Dạ. Kinh doanh bằng cách live stream hay dạ, là dạ, đúng rồi, em live stream. Live stream? Dạ. À, các bạn trẻ giờ toàn kinh doanh online không à? Online. Dạ, em vô đây lập nghiệp được bao lâu rồi? Dạ, em vô với gia đình từ nhỏ. Từ nhỏ, nhưng mà quê quán ở Bạc Liêu thôi. Dạ. Ở đây em ở quận mấy? Dạ, em ở Nhà Bè. Điểm mạnh yếu là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng có nhiều điểm mạnh. Tôi nhớ là mấy người mà live stream là lanh lắm mà ta, sao bên đây? Mấy bạn ơi, đây đây một cái đầm nè, đó đây nè, giá đẹp luôn nè mấy bạn ơi, đây nè, đó vô chốt đơn đừng xem giờ rụt rè vậy. Dạ, lên live thì em nói được lưu loát ạ. Vậy có cần anh để cái điện thoại đây cho tự tin hơn không? Thoải mái đi nè. Điểm mạnh? Dạ, điểm mạnh của em chắc là em cũng hòa đồng được với mọi người cũng nhanh, với lại em dạ em biết ăn dạ hết rồi. Live stream lanh lẹ không? Dạ, được live stream thì em rất... Ví dụ mấy đứa mà bơm hàng có chữ nữa không? Dạ không có chữ luôn. Dạ, cái này nói nhẹ nhàng thôi. Nói nhẹ nhàng bằng cách nào à? Thôi mà đừng có bơm hàng đi nữa, tôi khóc đó. Hay sao? Dạ, có khi em nói cũng có khi em bực quá, cái em chặn luôn em cũng... À, chặn luôn, nhưng mà sao biết chừng nào ta bơm hàng mới chặn chứ? Dạ, khi về cái em biết cái nick đó, cái em chặn luôn. Chặn thôi chứ không nói gì hết. Dạ, có nhiều khi tức quá cũng... Nói câu gì à? Dạ, dạ chị ơi, cái nick chị kỳ quá. Thật sự là những cái người mà bơm hàng gì cũng không tốt thiệt. Cái nết họ cũng kỳ thiệt. Ta buôn bán cực khổ vậy mà đừng bớt bơm hàng, sẵn lên xong bớt bơm hàng giùm em ha. Rồi đó là điểm mạnh, điểm yếu là gì nè? Dạ, điểm yếu em thì em hay bị nhút nhát trước mọi người á, kiểu dạ, nhưng dưới đám đông mới gặp thì em không có quậy bát được, không nói chuyện lý nói được. Dạ, nãy giờ cũng thấy điều đó rồi đó. Dạ. Tự tin thoải mái lên. Thời gian rảnh rỗi thì em có giải trí hay đi du lịch gì không? Dạ, em rảnh rỗi thì em xem phim với nghe nhạc ha. Xem phim nghe nhạc vẫn cầm cái điện thoại. Dạ. Em có thích đi ra ngoài đường hay là đi lên một cái vùng biển, vùng núi gì không, thoát khỏi điện thoại không? Dạ không, em thì giống như nếu như mà không cầm điện thoại này, em thích ngắm sao, ngắm trăng vậy thôi. Ngắm sao, ngắm trăng là lên sân thượng đó hả? Dạ đúng rồi, em thích kiểu mình thích bình yên trong một góc phòng một mình. Thích ở một mình. Dạ. Đó là những thông tin của cô gái ngồi ghế màu xanh chị à. Bây giờ mình sẽ đến với tình trường để mình hiểu nhau được nhiều hơn nha. Rồi, quay trở lại với chàng trai ghế đỏ nè. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình rồi. Kể chị Tường nghe coi nè. Mối tình đầu tiên là em quen một bạn ngoài Bắc, do người nhà bên em làm mình cho em với bạn này. Thì đúng lúc là em đang ở trong Nam. Đúng lúc em đi bộ đội ra quân xong thì làm mời mối cho em cho bạn này. Quen được bao lâu? Từ lúc nhắn tin ấy, cũng được 1 năm rồi. Yêu xa? Yêu xa, nhắn tin trong 1 năm. Sau cùng là đến cuối tháng 9 2016 thì em với cả bố em ra ngoài Hà Nội chơi, em cũng gặp bạn đó luôn. Là sau 1 năm là không gặp, yêu xa không thôi, 1 năm sau mới gặp. Đó. Nhắn tin đúng 1 năm tin luôn mới được gặp. Dạ, vâng. Oh. Rồi. Rồi cái lúc mà gặp nhau thực tế thì như thế nào? Em với bạn ấy đi chơi và tìm hiểu nhưng cũng nói chuyện và gia đình ở đấy như thế nào. Rồi cuối cùng là như thế nào? Thế nào là thế nào, như là gặp nhau rồi thế nào và kết thúc? Thì là quen nhau đúng 1 tháng rưỡi thì em cũng thôi. Tại sao thôi? Thôi là vì lý do là thì buổi sáng sớm em thấy bạn ấy sáng sớm xong mặt là hầm hầm, đi không chịu chào hỏi cái gì, em thấy có vấn đề thôi. Em nhắn tin sáng nay em làm sao đấy, xong mặt hầm hầm, em cũng không nói gì nữa. Thôi. Ủa làm sao là cuối cùng sao thôi? Cuối cùng tại vì cái mặt hầm hầm buổi sáng sớm. Em không biết sao mà thầm hầm được cái chuyện gì. Buổi sáng ít nhất phải nhìn thấy em là phải phải chào. Là sao, là hai đứa ở chung với nhau? Đêm đó không phải ở chung. Đêm đó ở riêng rồi tự nhiên sáng sớm là gặp sớm gặp nhau. Em, buổi tối thì em sang nhà bạn ấy chơi, ngồi nói chuyện thôi, sau cùng sáng sớm sao tự nhiên mặt này. Hay là đêm đó thì hai người ngủ chung với nhau trong mờ sáng nó không có ngủ chung rồi mà.
Rồi cuối cùng hỏi xong không? Cuối cùng là em thấy buổi sáng là thấy thái độ với em như thế thôi thì nhắn tin. Nếu mình như thế này thì anh sẽ thôi với em. Vậy thôi, tự nhiên thấy mặt ta hầm hầm chưa hiểu nguyên nhân sao cái anh nhắn thôi. Và cuối cùng là thôi luôn đó. Thôi, mối tình thứ hai thì em quen một bạn ở Thái Bình, ra ngoài Hà Nội làm nhân viên hải sản, quen đúng một tuần. Sống là em chả hiểu sao bạn ấy tới cái đoạn đúng lúc em gọi điện thoại ấy, thì đang ở ngoài đường thì em gọi cho bạn ấy thì có thấy tí te luôn, sao chặn số. Em vào mạng xã hội thì cũng Messenger, Zalo cũng chặn hết. Em chả hiểu gì, còn mai là còn cái Instagram thì em vẫn nhắn. Cuối cùng thì em hỏi tại sao chặn lại chặn hết tất cả mạng xã hội của anh như thế này. Thì em bảo anh, bạn ấy bảo là em là nói chuyện xến quá. Ủa sao lại xến? Mình cũng nói chuyện thẳng thắn với nhau này. Quan tâm như nhau thôi mà, đấy. Có gì đâu xến. Mà em nhắn mấy câu gì vậy? Nhắn cho bạn ấy là, bạn ấy đi uống nước không? Tầm 9 giờ là qua đón rồi đi luôn. Mỗi thế thôi, có lúc là rủ đi uống nước hay là đi ăn uống hay đi cà phê. Xến là sao? Xến là như nào mà phải là anh nhớ không, em chắc, như trăng nhớ mà mây nhớ gió. Chắc là do em nhắn tin thì anh như thế. Là có nghĩa có những cái lời hoa ông bướm đúng không? Đúng rồi. À, rồi cô đó cũng thích cô nói xến. Nhưng mà ý mình nó phải như thế đâu. Rồi, chưa hiểu ý nhau. Rồi mối tình thứ ba, nãy giờ trất quớt không à? Còn mối tình thứ ba thì cũng lâu và sâu hơn cả hai mối tình kia. Rồi. Thì quen được bao lâu? Này nửa năm rồi. Rồi, nửa năm. Tính từ năm ngoái. Hôm giật bạn này là cái bạn Facebook em từ cuối 2019. Em không biết bạn này là ai. Bạn ấy comment với cả like ảnh, like bài viết của em ấy. Sao thế thôi. Cùng là em cứ chủ động là em nhắn tin trò chuyện. Bạn này cũng là ở ngoài Hà Nội, nhưng mà quê bạn ấy ở Hải Phòng. Đầu lúc em đang ở trong Nam thì đầu 2021 ấy, ở ngoài Bắc đang dịch. Thế là nhà em bị hoãn, không thể bay ra được. Đầu tháng 5 á thì ngoài Bắc hết dịch thì em với cả bố mẹ em đi bay ra ngoài Bắc luôn, gặp bạn ấy luôn. Gặp bạn ấy là hôm ngày 24 tháng 6. Nhớ rõ rồi. Nhớ. Ngày 24 tháng 6 là em gặp bạn ấy, bạn cho em địa chỉ ở thích trên Cầu Giấy. Trời, không vô vấn đề chính rồi cuối cùng lại yêu nhau làm sao? Rồi sao thì, mà chia tay? Trong kể chắc tới mai quá. Em với bạn ấy thì tính là cuối năm ngoái á, cuối 2021 thì định tính xin cưới rồi, nhưng mà vì lý do dịch là nhà nước kêu là không được quá trên 20 người. Nhà nước cấm thế này thì không thể cưới được. Cưới thì đã cưới phải cho đàng hoàng. Đúng. Người đàng nội đàng ngoại hai bên. Còn nếu mà không cưới được thì bố mẹ em tính là xin phép gia đình bố mẹ bạn kia để cho cháu đi lại, cho hai cháu đang làm giấy kết hôn trước. Rồi. Đấy. Sau cùng là ngày 14 tháng 2 thì em vẫn quên chưa chúc, chắc là vì lý do em cũng hay quên. Ngày 1 tháng 3 ấy, em vẫn quên chưa chúc bởi vì do gia đình nhà em có chuyện. Đúng lúc là em không, cái điện thoại em nó bị cháy nổ cho nên là em không có cái gì để nhắn. Thì bạn ấy chặn tất cả, sau bạn ấy để một lời nhắn cuối cùng là ngày 14 tháng 2 và ngày 8 tháng 3 không quà không hoa, vô tâm. Vô tâm. Em không chấp nhận với một người chồng như thế này. Em kêu mẹ em bắt cho em một chuyến vé máy bay bay ra ngoài Hà Nội gấp để gặp bạn ấy, nói thẳng ba mặt một lời, vừa gặp bạn với cả là bốn bạn ấy. Rồi vậy là bốn mặt chứ. Tôi biết tại sao ông bị bồ bỏ rồi đó. Vòng hoài luôn, hiểu vòng hoài. Vòng do quá, bây giờ lẹ lên cuối coi. Thì ra gặp sao nè. Cuối tháng 4 thì em mới thôi. Có rồi. Bay ra Hà Nội không? Thì lúc đó em đang ở ngoài đấy. Rồi bay ra bốn tiếng vé, bay ra bốn mặt một lời á, có gặp được nhau không? Có gặp nhưng mà là thấy bạn ấy, em năn thì bạn ấy cũng xin lỗi như thế này, bạn ấy không chịu. Sau cùng là em bắt một chuyến Hà Nội đi xuống Hải Phòng để gặp bố mẹ bạn ấy, cho em chơi bố mẹ bạn ấy, tôi nói chuyện ăn ngủ nhà bạn ấy cũng là chơi. Không có bạn ấy, chỉ có bà bố mẹ bạn ấy thôi. Bạn ấy là không ấy. Đi rồi cũng không ăn thua. Đó. Đánh đánh thì cho đánh xuống mà cũng không được. Cuối cùng là bạn ấy nói với em á, tôi có bạn trai mới rồi. Bạn trai ấy cũng hơn ăn đấy, cũng nói được 3-4 tiếng ấy, cũng hơn ăn rất nhiều. Sao lại hơn là như nào, em so sánh với ăn với ai? Và cuối cùng là nãy giờ ông nói cuối cùng vậy chưa thấy cuối cùng á. Cuối cùng là chia tay. Cô ấy nói chia tay đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ em đã ổn định tâm lý chưa nè? Nói chung là em năm nay cũng đen lắm anh ạ. Em bị stress với cả tâm lý, cũng suy nghĩ. Suy nghĩ về chuyện gì? Suy nghĩ với bạn ấy. Chưa lấy lại cân bằng luôn. Bây giờ đúng lúc là khi nghe câu chuyện của bạn ấy á, thì em mới bắt đầu mới cân bằng lại. Bây giờ mẫu người của em như thế nào nè? Thì cần người bình thường không... Trời ơi! Chứ không phải người hành tinh hả? Những người bình thường. Không, hiền sinh. Xinh là ngoại hình nè, hiền là tính cách nè, cần gì nữa không ạ? Chiều cao thì em chỉ cần dưới hoặc trên 1m6 thôi. Rồi, ý. Sao ngáp quá vậy mấy đứa? Thôi, hai đứa ngáp quá vậy. Người ta đang tâm sự chuyện tình mấy bạn ơi. Bây giờ tới chuyện tình của em nè.
cô gái con ghế màu đỏ. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Cũng có vài người thích nhưng mà chỉ có hai mối tình chính thức thôi. Em sẽ kể mối tình thứ nhất cho mọi người ha. Em nghĩ là mối tình thứ hai em dành sự tôn trọng ấy, tại vì nó có mối liên kết người quen với nhau á. Mối tình thứ nhất của em thì ở thời điểm đó thì em nói chung là em không có kinh nghiệm về tình yêu, quen được một anh cũng vô tình thôi. Năm đó là em 18 tuổi, em quen tầm khoảng được 3 năm mấy, và anh đó làm công an. Cái lúc mà em nộp hồ sơ để em thi đại học vừa xong ấy thì em đang đợi đợi kết quả, thì được người quen người nhà giới thiệu vô làm nhân viên ở trong thu ngân trong công an quận 10. Thì cũng vô tình gặp được anh đó. Đáng lẽ ra là em quen với bạn của anh đó, tại em thích bạn của anh đó chứ không phải thích anh đó. Nhưng mà bạn của anh đó lại kêu anh đó của em. Sau một khoảng thời gian quen nhau thì em nghĩ là cái suy nghĩ ở thời điểm đó nó còn quá trẻ, nó chưa đủ chín chắn và trưởng thành ý. Với công việc của anh đó và thời điểm đó em còn nhỏ ấy, em cảm thấy là không phù hợp nữa, cho nên là không hợp với nhau nữa. Dạ, nên là đã ai nói lời chia tay à? Không nói lời chia tay, chỉ là im lặng. Im lặng luôn. Im lặng rồi mình cứ đường ai nấy đi. Mối tình thứ hai, đó chính là anh bạn thân của anh công an. Đó chính là anh bạn thân của anh công an. Dạ không phải là mối tình thứ hai đó, là tại vì sau một khoảng thời gian em mới quá lâu. Khoảng bao nhiêu lâu mà lâu? Chắc cũng khoảng 5-6 năm gì đó. Em 5-6 năm sau. Em không nhớ nữa. Rồi. Cho nên là bạn thân của em ấy, không phải là bạn em là Mai nữa, mà em kêu bạn em là Mai giùm. Tại vì bạn em nó lấy chồng rồi, bạn thân em nó lấy chồng. Rồi, giới thiệu chứ đừng nói chữ là Mai. Giới thiệu giùm. Thì kiếm hoài không được, bạn của anh chồng bạn thân á giới thiệu cho em thì không phù hợp. Trong một bữa ăn thì không phù hợp nên không có quen. Rồi. Trong cái vô tình lại quen ngay cái em chồng của bạn thân. Dứt dắt quá vậy mới ngô, dứt dắt. Cuối cùng là em chồng của bạn thân là coi như là xa tận chân trời, gần ở trước mắt đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Nhưng mà chỉ chưa đến một năm thì tụi em không quen nữa. Tại vì không phù hợp, bạn đó nhỏ hơn một tuổi. Nhỏ tự nhiên tôi thấy hai bạn cái đỏ này hợp nhau. Hợp rồi đó. Giờ tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em muốn kiếm một cái chàng trai là chân thành, hiểu được em và hiểu được những cái chuyện trong quá khứ của em thì mới thể đi đường dài được. Lãng mạn xíu được không? Lãng mạn cũng được, không lãng mạn cũng được. Nói nhiều phải... chút được không? Dạ cũng được chị. Cũng được, được luôn. Dạ. Hai đứa hợp ghê á. Kể chuyện nó hơi dài dòng lòng vòng chút được không? Nó vừa thôi thì được vậy, nhưng mà nói đúng vấn đề chứ đừng nói. Nãy giờ em nghe cái chuyện là em ngủ em thức. Em vẫn nghe đấy chứ. Nghe đấy chứ. Vậy là hợp rồi. Mà ngoại hình thích chàng trai như thế nào? Còn quá đẹp, ưa nhìn là được. Giống diễn viên trong phim Đường Tăng á, được không? Đẹp trai á, đô con em có bị e dè không? Đô quá thì em không thích rồi. Cân đối mà cũng được. Tóc dài lãng tử. Dạ không nha. Không à? Em thích gọn gàng ạ. Thích gọn gàng, rất gọn gàng. Quá gọn luôn. Quá gọn. Quá gọn, quá mát. Chúc mừng em, hy vọng hôm nay tụi em sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình nhé. Anh thấy hơi hợp rồi đó. Chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ở ghế màu xanh. Mấy mối tình? Dạ, em thì trải qua hai mối tình. Một mối tình là không chính thức và một mối tình chính thức. Rồi. Mối tình không chính thức thì là em yêu đơn phương bạn học trung cấp 3, từ năm lớp 10 đến năm 12. Bạn ấy cũng chỉ xem em là bạn thôi. Coi như là một cái thanh xuân tuổi trẻ thời học sinh ha. Vâng ạ. Rồi, mối tình chính thức? Mối tình chính thức là em quen lúc em học năm 3 đại học, cùng khóa với em nhưng khác ngành. Em quen bà đó được 3 năm. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Có lẽ lý do lớn nhất trong mối tình này là khoảng cách. Em thì em ở trong Lâm Đồng, còn bạn đó thì ở Hà Nội. Vậy lúc quen nhau thì quen ở đâu? Quen là em quen ở Hà Nội, bởi vì em học ở Hà Nội. À. Gia đình bạn đó thì không đồng ý vì họ không muốn con gái họ gả đi xa. Ừ. Ai là người chủ động chia tay? Cả hai ạ. Bọn em có một lời hứa là khi chia tay thì sẽ gặp nhau để nói. Sau khi đã xác định được rồi thì sau một thời gian thì hai người gặp nhau và quyết định là chia tay trong thỏa thuận. Có nuối tiếc không? Thật sự nói nếu không có thì không đúng. Chia tay được bao lâu rồi? Em chia tay được gần một năm rồi. Bây giờ có còn liên lạc gì với bạn ấy không? Còn em thì vẫn kiểu như là bạn bè nhắn tin thì bình thường. Thôi, chuyện cũ cũng đã qua ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì không đặt cao mẫu bạn gái của mình. Chỉ cần bạn đó lễ phép với người lớn là được. Về ngoại hình thì chỉ cần không quá cao, không quá thấp, tự nhiên là được rồi. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Quá không lịch sự đối với bất lịch sự. Đúng rồi. Và em không thích hổ hào với những người lớn hay là vâng ạ, đúng rồi. Đó là những mối tình của anh chàng trai Lâm Đồng. Tôi quay về với lại cô gái ghế xanh thôi nè. Chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ em có một mối tình năm... Một mối tình? Dạ năm 17 tuổi, tình đầu à. Tìm hiểu được mấy tháng xong rồi thấy không hợp nên hai người dừng lại thôi à. Có một mối tình rồi mấy tháng không hợp dừng lại thôi. Dạ. Hai người biết nhau trong trường hợp nào? Ba gần nhà rồi ba mẹ nói chuyện rồi
hai người gặp nhau. Ủa gần nhà rồi ba mẹ nói chuyện mà sao hai đứa nhỏ yêu nhau? Dạ giống như là cha mẹ thấy hai bé cũng được mà. À giới thiệu thông qua ba mẹ hả? Trời được ba mẹ lấy vô mà cũng không được, tiếc quá ha. Tại vì bà cứ ở trong phòng, bà vòng vòng trong phòng rồi mới nghe nhạc rồi mới thích ở một mình. Rồi sao từ sau mối tình đó tới nay là bao nhiêu năm mà cũng không có mối tình nào, không ai để ý mình hay mình không thích ai hay là như thế nào? Dạ em cũng có tìm hiểu cũng vài người ạ. Nhưng mà chắc là không hợp nên không có luôn. Thường là không hợp ở những điểm nào? Bạn đó không hiểu em. À. Tại tính em cũng sống nội tâm. Rút kinh nghiệm mình phải chia sẻ, mình phải nói nhiều lên. Mà nói nhiều người ta mới biết mình muốn cái gì, chứ mình im lặng không thì làm sao người ta biết để mà người ta chịu theo ý mình được, đúng nhưng không? Nhưng mà em buồn thì em tâm sự với ai? Dạ em không tâm sự với ai, em chỉ buồn rồi em khóc rồi thôi. Bây giờ nếu có bạn trai thì em sẽ muốn hẹn hò ở đâu, đi những đâu, làm gì? Em thì cũng chưa có nghĩ tới vấn đề đi đâu làm gì. Thật ơn. Thế tại sao em đăng ký tham gia chương trình dạ, này? Dạ em thì nếu như có bạn trai thì tới đó thì mình mới bàn hả? Dạ. Khi mà bàn ra vấn đề đó là em lại không hợp nữa sao? Bây giờ em chủ động đi. Em là người dựa theo cái cảm giác nè. Dạ khi nói chuyện cái tự nhiên cảm giác em thấy thích là em thích thôi. Mà đó giờ em có thích ai chưa? Dạ em có thích một vài người thôi ạ. Thích một vài người. Dạ là... Và trong đầu em là muốn rủ người đó đi đâu? Em ít khi cảm giác đi chơi lắm mà. Ví dụ bây giờ nhưng mà em có người em yêu thì em nghĩ là mình sẽ làm gì? Hai người sẽ làm gì với nhau? Nếu hẹn hò thì em nghĩ là đi uống trà sữa rồi đến những nơi mà kiểu bình yên. Ừ, thích bình yên đúng không? Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, nhìn chững chạc xíu mà nghiêm túc, cao hơn em một tí. Cao, em thích người cao hơn em. Em cao 1m mấy? Dạ, em cao 1m55. 1m55, bạn trai cao hơn một tí. Trời, ngoại hình tóc tai gì không? Dạ em cũng thích gọn gàng, tóc ngắn. Dạ đây thì trai chàng trai trời của mình, chàng trai ơi nào cũng gọn gàng hết á. Thiệt. Và ngày hôm nay bốn bạn ở đây không có ai người thân đi theo cả, mình sẽ tư vấn cho họ tư và vấn bây giờ họ thì sẽ mở cửa. Bây giờ vậy đi, một cái trò chơi nhỏ rồi. Bây giờ em có hai chữ để dành cho người đàn ông của em thích. Nghiêm chỉnh ạ. Nghiêm chỉnh. Còn em? Trưởng thành. Trưởng thành. Còn em? Em không biết nói thế nào là... Vậy là chưa nghĩ tới tình yêu. Mỗi lần tao ổng là ổng chậm mà sao ổng không nhanh được vậy? Có ai nghĩ chữ tới tình yêu chứ? Tình yêu nghiêm túc với cả... Dài quá hai chữ rồi. Giàu có, xinh đẹp, thùy mị, nết na. Vậy là có nghĩ tới người yêu mình chưa? Cái gì? Xinh đẹp. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Còn em? Nhẹ nhàng là được ạ. Nhẹ nhàng. Rồi thôi mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim. Sao à? Quà đi kìa. Nhanh. Xin tôi tặng anh bóng. Tặng bóng. Rón rén dữ vậy trời ơi. Sao ông không giống cái vẻ bề ngoài của ông chút sao nào luôn. Sao dân tập tạ gì kỳ yếu đuối vậy? Mời em. Ôi cái này giống như hai ông thầy quá. Dạ con cũng chị luôn. Dạ con mời chị. Quả kia là thế ra. Dạ em kính chị. Dạ em kính cô. Rồi coi khui quà giùm chị coi em. Hay là em gái khui quà giùm chị coi món quà gì đó. Cái gì vậy? Một son. Một cây son và em nghĩ là kẹo. Ở bên đây chỉ có kẹo thôi, nhưng ở bên đây có cây son nữa. Oh. Em thì em muốn khi các bạn căng thẳng trong công việc thì các bạn có thể ăn một cái kẹo sô-cô-la để các bạn dịu lại rồi với cảm xúc của mình. Ừ. Thế bên kia sao cũng có son? Chắc là có lẽ là có một ẩn ý trong đó. Có một ẩn ý trong đó. Có lẽ đã thấy sự nhẹ nhàng ở cái ghế màu xanh. Đức, nãy giờ em chưa làm chị hài lòng gì cả. Bây giờ em hát tặng mọi người một bài hát lấy lại phong độ coi. Em nhút nhát quá. Mạnh mẽ tự tin lên. Xin tặng cho hai bạn một bài hát. Bài lời nguyện của Akira Fan. Bài lời nguyện của Akira Fan. Lời nguyện của Akira Fan. Ồ cái lời nguyện này nghe ghê quá. Rồi mời em. Bài của Akira Fan luôn. Lời nguyện. Lời thề ước anh đã trao cho em vầng trăng ánh sao nhuyễn màu, nhìn lên cao anh chắp tay nguyện cầu được yêu em đến khi bạc mai đầu tân. Xin hết ạ. Hôm nay em hát không được hay do nhìn lên cao chắp tay nguyện cầu yêu nhau cho tới bạc mái đầu xanh. Bây giờ tôi nhìn cái đầu ổng tôi muốn chán dán luôn á. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra nhìn thấy hai bạn gái bên kia, cảm xúc của em như thế nào?
Ông nuốt nước miếng quá vậy chồng. Em thấy là cả hai bạn đều xinh ạ. Bạn này xinh, bạn kia đẹp. Xinh đẹp là không quan trọng, quan trọng là chỉ cần tính cách con người như thế nào thôi. Tính cách con người như thế nào? Tính cách là chỉ biết nói nào đi. Bây giờ tóm lại là mở cửa trái tim ra, bây giờ trong người em cảm thấy như thế nào? Cảm xúc của em là hồi hộp, lo lắng, xao xuyến, rung động. Có gì không? Dạ em cảm giác của em là như thế nào? Sẽ cà lắm luôn rồi, liếu luôn rồi. Dạ vâng. Bây giờ tới cô gái áo ngồi ghế đỏ nè. Mở cửa trái tim này ra, khi nhìn thấy hai anh thì cảm xúc của em như thế nào? Em thấy cũng được ạ. Được về ngoại hình ạ. Cả hai đều được hay là có một anh nào đó trong lòng em thấy được thôi? Em thấy anh ghế màu đỏ được ạ. Em thấy anh ghế màu đỏ được ạ. Trời, nhỏ này mạnh mẽ dễ sợ. Thích ghê luôn á. Con gái người ta vậy đó, còn ổng á, trời ơi, em nói được một câu 8 tháng trời, em thấy chưa? Em làm sao người ta đã nói vậy mà em không được là coi như là lỗi tại của em chứ phải lỗi của chương trình nữa chứ. Người ta đã thấy sự trưởng thành của em rồi đó, chàng trai. Nói vậy chứ bạn này rất đẹp trai nha, nhìn kỹ mắt mũi miệng không có một nét nào chê được. Phúc hậu nè, lỗ tai này lỗ tai sống thọ này nha. Nè, để tôi coi bói cho nè, nè, trời ơi, nè, giàu có nè, tai rất là dày, rất là đầy đặn nè. Đó, thấy chưa? Đó, tai rất là búp xung quanh, dày nè, chính giữa trũng nè. Khép bằng tay lại coi, tai không có hở luôn nè, giàu có lắm luôn á, trời đẹp ơi. Luôn á. Bây giờ tới phiên em trai màu xanh. Khi mà mở cửa trái tim ra nhìn thấy hai cô gái bển thì cảm xúc của em như thế nào? Hai bạn rất là dễ thương ạ. Thật sự thì em rất ít khi tiếp xúc với đông người thế này. Khi mở rèm ra thì em thấy là rất chi là rung ạ. Rung? Rung và ngại. Có thấy ai nhẹ nhàng trong lòng mình chưa? Em sẽ tự cảm nhận ạ. Em sẽ tự cảm nhận. Có món quà gì muốn tặng cho hai cô ấy không? Hát hò gì được không? Em khá là dở trong việc ca nhạc. Thôi dở đừng làm. Em gái ghế xanh, cảm nhận như thế nào về hai chàng trai của chương trình? Dạ, cảm nhận của em hai anh rất là ok. Không nghe một cái gì luôn. Dạ, hai anh rất là ok ạ. Hai anh rất là ok. Thấy gọn gàng ạ. Rồi bây giờ để cho hiểu nhau nhiều hơn một chút xíu trước khi chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò, thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái dự định kết hôn của tụi em như thế nào. Tại vì có những bạn trẻ đến với chương trình là chỉ muốn tìm một người yêu để quen cho vui cái đã, còn kết hôn người ta chưa tính tới. Nhưng có những người đến với chương trình là người ta muốn quen là cưới liền 1 năm 2 năm tại vì gia đình hối thúc hay là gì cái gì đó. Bây giờ mở hàng từ em đi, em nhanh rớp rẻn nè. Hiện tại thì em chia sẻ thật là gia đình em cũng có hối. Tuy nhiên em nghĩ thì nếu như mà khi đã quen nhau thì cần có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn để những lựa chọn của mình sau này mình không hối tiếc. Nếu như mà được thì có lẽ là cuối tháng năm thì vẫn có cưới được rồi. Có nghĩa là cuối năm, hết năm nay với nguyên năm sau. Vâng. Tới em. Dạ em thì không có quan trọng thời gian ạ. Miễn hai người quen nhau thấy hợp nhau rồi có thể tính tới hôn nhân. Như là có nghĩa là em cũng sẵn sàng tiến tới hôn nhân nếu như tìm được một người phù hợp. Dạ đúng rồi. Đúng không? Em gái ghế đỏ. Trước mắt thì em chưa có sẵn sàng kết hôn lắm ạ. Tại vì gia đình em còn nhiều việc. Với lại là em là chị lớn ấy. Trước mắt thì em muốn tìm hiểu một người mà đi cùng với em, người bạn đời phải thật sự hiểu em và thông cảm cho em. Khi hiểu rồi thì chúng ta sẽ có một cái thời gian nhất định để đi đến kết hôn. Theo em cái khoảng thời gian mà lý tưởng nhất trong suy nghĩ của em hiện tại là bao nhiêu năm nữa? 5 năm ạ. 5 năm. 5 năm. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 26 tuổi ạ. 5 năm nữa ok. 30-31 tuổi. Đó là kế hoạch. Còn đương nhiên là trên cái con đường mình đi là nó sẽ có nhiều thứ nó có thể bất ngờ xảy ra, nhưng mà mình có cái kế hoạch trong cái cuộc sống của mình. Dạ đúng rồi. Ok, cảm ơn em. Còn em trai? Em thì khi mà quen nhau thì hai bên là tìm hiểu kỹ nhau hơn, sau cùng là tìm tới hôn nhân. Nếu mà nhân thì 6 tháng, muộn thì khoảng 1 năm. Có nghĩa là em muốn lấy vợ sớm? Bởi vì em là con út, trong nhà thì có hai chị em lấy chồng lâu, có cháu cũng... Em lấy là do em cũng muốn lấy hay là do ba mẹ hối thúc? Nhà em, họ nội ngoại cũng mong mua. Bản thân em muốn chưa? Bản thân thì em cũng muốn. Đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống hôn nhân chưa? Cũng đầy đủ hết rồi. Thì còn là mong là có con dâu. Bây giờ để cho các bạn ấy có thêm những cái cảm xúc để quyết định có hẹn hò với nhau hay không, mời hai bạn trai chủ động qua bên kia xin phép lần lượt nắm tay từng bạn nữ. Ưu tiên cho bạn xanh đi trước. Bạn xanh nãy giờ là chững chạc dạn dĩ nhất nè. Chào em. Nắm tay nói chuyện chứ không bắt tay. Trời, mỗi người 30 giây. Tính là mua bán bất động sản hay gì?
Rồi làm như bắt tay đối tác vậy. Thử đứng lên đi, nắm tay nhìn nhau nói chuyện. Chào em. Cho nói về quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Em cần chân thành và trưởng thành như vậy và giỏi trong việc kiếm tiền. Rồi, anh cảm ơn. Mấy đối tác á ha, mấy đối tác đang gặp gỡ nhau. Ký hợp đồng. Ừ. Nắm tay nói chuyện. Tay bạn khá là nóng. Cho anh hỏi là nếu như mà mình có thể tiến được xa hơn thì em có làm dâu được hay không? Em là chị làm dâu. Em dự định là sẽ ở luôn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là em có thể đi đến một tỉnh thành khác? Lập gia đình thì em sẽ theo chồng mình được anh thích cái đó. Anh em ơi. Rồi, mời bạn trai cái đỏ. Anh xin nắm tay em nha. Em thấy anh như thế nào? Anh ấy cũng khá ok về tính cách thì em phải giao tiếp nhiều thì mới biết được. Hiện tại thì chưa biết. Giao tiếp ở ngoài của anh thì anh cũng hay nói thẳng. Chứ anh không có kiểu như bully phê nhiều. Đấy. Em thích người thẳng tính, em cũng thẳng tính. Đúng rồi, anh cũng hơi thẳng tính tí. Có lúc thẳng, có lúc anh cũng nói kiểu chuyện nhanh nhanh vui vui. Nó tùy trường hợp. Đấy. Em, anh xin em cầm tay em được. Của em thấy anh như thế nào? Anh rất là hiền, chân thành ạ. Có hơi nhút nhát một tí. Khi gặp bạn gái anh cũng hơi vẻ ngại. Tức là anh cũng ít nói. Có lúc thì nói ít, có lúc thì nói nhiều. Có lúc hơi nhây nhây tí. Đấy. Ừ. Anh chẳng. Rồi. Là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Các bạn đã trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc rồi ha. Trò chuyện, hát hò, tâm sự, hiểu nhau rồi. Nắm tay nhau để đo cảm xúc luôn. Để xem mình có cái điện chạy qua với bạn nào hay không. Và bây giờ là lúc quyết định. Mỗi chiếc ghế của các bạn như chị Tường nói lúc nãy là đều có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Mình thích người ngồi ở ghế màu nào thì mình bấm nút màu đó. Nếu mình không thích, mình có quyền không bấm. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Lúc này là lúc quan trọng nhất. Các bạn hãy hướng mặt ra phía trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1. Thế bên kia sao cũng có son? Chắc là có lẽ là có một ẩn ý trong đó. Có một ẩn ý trong đó. Em thấy anh với màu đỏ được ạ. Trời, nhỏ này mạnh mẽ dễ sợ. Xinh đẹp là không quan trọng. Quan trọng là anh chỉ cần tính cách con người như thế nào thôi. Dạ, nhìn chững chạc xíu. Nghiêm túc, cao hơn em một tí. Và bấm ạ. Hết thời gian. Và rất tiếc là chương trình ngày hôm nay ông Mai và Mối chưa kết đôi được cho một cặp đôi nào. Chàng trai của chúng tôi đã có đưa ra quyết định của mình, nhưng mà không hiểu sao thì chiếc ghế của hai bạn gái vẫn im lặng. Xin cho chị hỏi một chút xíu, em gái màu xanh, tại sao em lại không bấm nút? Dạ, em cảm giác em chưa rung động lắm. Em cảm thấy không rung động? Dạ. Cảm thấy chưa đủ để rung động. Còn em gái ghế đỏ? Em cảm thấy chưa bắt được nhịp. Như chị Tường nói mà, tình duyên là một cái thứ gì đó nó rất bất chợt, nó rất là bất ngờ, nó thuộc về cảm xúc. Mình không thể nào mà cân đo đong đếm được. Ngày hôm nay mặc dù là các bạn chưa trở thành một cặp đôi, nhưng chị Tường cũng chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong cái sự nghiệp và chắc chắn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong một ngày gần nhất. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Xin mời các bạn. Chúng tôi xin gửi tặng cho các bạn, mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn nha. Đây, tặng cho em. Và các bạn cũng đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà. Đó là gói Ruby của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai và Mối rất là duyên dáng thôi nha. Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc
đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.